Chương 421, cậu mượn cớ để gặm phân à? Diệp Thu, sao anh lại quay về được? Chẳng phải anh đã chết rồi sao? Hả? Tại sao anh còn quay về hả? Lâm Vĩ trợn trừng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt phẫn nộ gào thét. Lần trước gặm phân nên đầu óc cậu cũng chập mạch theo luôn à? Ai bảo với cậu là tôi đã chết? Dù cậu có muốn nguyền rủa tôi thì cũng không cần phải trực tiếp như thế chứ. Diệp Thu nhìn Lâm Vĩ bằng ánh mắt khinh bỉ cười khẩy hỏi vặn lại. Anh mới gặm phân đến chập chen ý, có giỏi thì anh nói lại lần nữa xem. Lâm Vĩ gần như sắp tức điên phát rồi rồi, cậu ta điên cuồng giống lên. Lúc này, thậm chí ý muốn giết người cũng chờ trực trong đầu cậu ta rồi. Đúng là thần kinh mà. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thu lắc đầu, không muốn nói chuyện với Lâm Vĩ nữa, anh đi thẳng tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, vợ ơi, anh không lừa em nhé. Anh về rồi này." Nhìn Diệp Thu đứng trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh nhã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nói thật, trước đó, cô đã chấp nhận sự thật là Diệp Thu đã chết. Nếu không, cô cũng không định nhận thua. Nhưng bây giờ không ngờ Diệp Thu lại trở lại. Điều này khiến cô nhất thời cũng không dám tin tất cả những gì trước mắt là sự thật, cô còn tưởng là mình gặp ảo giác cơ. Vì vậy, cô nhanh chóng giơ tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thu hành động này cũng khiến Diệp Thu sướng sờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Nhã chủ động đưa tay chạm vào mặt anh. Điều này khiến Diệp Thu trong giây lát vô cùng kích động, anh cười nhăn răng, vui vẻ nói, vợ ơi, dù em muốn sảm sợ anh thì chúng ta cũng phải về nhà rồi hãng làm chứ, trước mặt bao người thế này, anh ngại lắm. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nhã cứ như không nghe thấy lời của Diệp Thu, chạm vào mặt Diệp Thu xong, cô lại chạm vào mũi Diệp Thu những cái chạm khẽ khiến diệp thu ngứ ngáy trong lòng anh vội nói vợ ơi nếu em cứ tiếp tục làm thế thì anh cũng không khách sáo nữa đâu đấy nói rồi anh giơ tay phải lên cũng định tranh thủ cơ hội vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã tuy nhiên đúng lúc này tay phải của lâm thanh nhã đột nhiên nhéo mạnh vào mặt diệp thu áo cái nhéo này khiến diệp thu hét lên đau đớn vội vàng lùi lại vài bước cách xa lâm thanh nhã anh che mặt khó hiểu hỏi, vợ ơi, sao em lại nhéo mặt anh? Anh, anh là thật. Lâm Thanh Nhã nhìn thẳng vào Diệp Thu, lẩm bẩm với vẻ mặt không dám tin. Nghe vậy, Diệp Thu cũng thấy cạn lời. Em mới là giả, cả nhà em mới là giả ấy. Anh không phải thật, chẳng lẽ lại là hình chiếu 3D chắc? Lời này của Lâm Thanh Nhã khiến Diệp Thu không biết phải nói gì tiếp. Nếu đổi thành người khác thì anh đã trở mặt lâu rồi nhưng ai bảo cô ấy là người vợ mà mình yêu nhất chứ sau đó lâm thanh nhã cũng nhận ra vừa rồi mình véo mạnh quá cô vội vàng tiến lên nhìn diệp thu đầy quan tâm hỏi à ừm anh có đau lắm không không đau không đau chút nào diệp thu một tay xoa mặt cười gượng nói không đau cái búa anh thực sự muốn để lâm thanh nhã trải nghiệm thử đấy chỉ tiếc là anh không có cái gan này sao anh lại về được Nhà họ Tiêu không làm khó anh sao? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, vội vàng hỏi. Vừa nghe thấy câu hỏi này, đám người nhà họ Lâm cũng đều vỉnh tai lên nghe. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều khá tò mò về điều này. Không có, người có phải do anh giết đâu, sao nhà họ Tiêu lại làm khó anh chứ? Diệp Thu lắc đầu, cười vui vẻ nói, hơn nữa, chuyện cũng đã được điều tra rõ ràng rồi, tất cả đều là hiểu lầm thôi, nên là nhà họ Tiêu đã thả anh về đó phải nói là gia tộc lớn đúng là gia tộc lớn có khác bọn họ vẫn rất hiểu đạo lý không giống một số người nào đó nói đến đây diệp thu liếc mắt nhìn đám người lâm thế hải lưu phương điều này khiến vẻ mặt vài người lập tức thay đổi bởi vì lời này của diệp thu thể hiện rõ rằng anh đang chế giễu bọn họ diệp thu cậu có ý gì cậu bảo ai không hiểu đạo lý cơ lâm thế hải quắc mắt nhìn diệp thu bực bội nói đúng rồi đấy diệp thu sao cậu lại ăn nói kiểu móc mỉa như thế hả cậu đang chế giễu ai đấy lưu phương cũng nói với vẻ không hài lòng tôi có đang nói về hai người à chú hai và dì hai hiểu lầm rồi tôi chỉ đang nói một số người nào đó không hiểu lý lẽ mà thôi hai người tuyệt đối đừng tự vơ vào mình chứ khóe môi diệp thu cong lên vẻ mặt vô tội nói hừ lâm thế hải và lưu phương đều tức đến phát ra tiếng hừ lạnh thấy vậy lâm thanh nhã cũng mím môi cười sau đó cô nhìn diệp thu xác nhận lại một lần nữa anh chắc chắn là mọi việc đều đã ổn thỏa rồi chứ sau này nhà họ tiêu sẽ không làm phiền anh nữa đúng không chắc chắn anh chắc chắn và có thể khẳng định luôn diệp thu tươi cười nói nghe thấy thế lâm thanh nhã cũng thở phào nhẹ nhóm sau đó gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên lạnh lùng cô lạnh nhạt nói hừ nhà họ tiêu không còn vấn đề gì nữa nhưng với tôi thì chưa xong đâu anh dám gây sự với cậu cả nhà họ tiêu sau lưng tôi đúng là ngày càng to gan đấy đợi tối về xem tôi xử lý anh thế nào mặc dù lời lâm thanh nhã nói nghe như đang trách móc diệp thu nhưng trong đó lại tràn đầy sự lo lắng cho diệp thu đối với điều này diệp thu tất nhiên có thể nghe ra được trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp bèn nhoèn miệng cười nói vợ ơi anh biết sai rồi tối nay về em muốn anh quỳ bàn phím máy tính hay quỳ ván giặt quần áo đều được hết thế thì còn tạm được. Khóe môi Lâm Thanh Nhã hơi nhếch lên, nở nụ cười mỉm, sau đó cô quay sang nhìn Lâm Vĩ, cười khẩy hỏi, bây giờ Diệp Thu đã trở lại, người thua hẳn là cậu đúng chứ? Mời bắt đầu thực hiện điều cậu đã đặt cược. Nghe Lâm Thanh Nhã nói vậy. Sắc mặt Lâm Vĩ lập tức âm u lạ thường. Vợ ơi, đánh cược gì thế? Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, tò mò hỏi. Lâm Thanh Nhã kể lại một lượt về vụ cá cược trước đó giữa cô và Lâm Vĩ với Diệp Thu sau khi nghe xong diệp thu lập tức không nhịn được bật cười thành tiếng gặm phân lại gặm phân nữa hả lâm vĩ ơi là lâm vĩ cậu cầm tinh con chó hả à? sao lần nào cá cược cậu cũng đều nói là muốn gặm phân thế bữa tiệc sinh nhật lần trước cũng thế lần này cũng vậy lẽ nào là do cậu thật sự thích ăn cái này nhưng lại ngại tự đi ăn nên mới cố ý mượn cơ hội cá cược để được gặm phân sao ngay khi anh vừa thốt ra câu này dù là Lâm Thanh Nhã cũng không nhịn được mà mím môi cười. Sắc mặt Lâm Vĩ còn khó coi hơn cả gặm phải phân. Diệp Thu, cái thằng vô dụng chỉ biết bám váy vợ này, ai cho mày dũng khí để nhục mà tao như thế hả? Mày có tin tao sẽ giết chết mày không? Lâm Vĩ nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, đôi mắt đỏ phừng phừng như sắp phun ra lửa. Cậu phản ứng thế này là vì bị tôi nói chúng tim đen, xấu hổ đến tức giận à? Diệp Thu bĩu môi, cười chế nhạo hỏi a à, cái thứ vô dụng này, tao phải giết mày. Lâm Vĩ vừa nói vừa định nhe răng múa vuốt lao về phía Diệp Thu. chương 422, cây ngay không sợ chết đứng hiển nhiên. Lần này đồng nghĩa với việc cậu ta đã tự đào một cái hố chôn chính mình. Khi đánh cực trước mặt nhiều người như thế, vốn dĩ cậu ta định bẫy Lâm Thanh Nhã. Cuối cùng kẻ rơi vào bẫy lại là chính mình. Bây giờ dù cậu ta có muốn chơi xấu nuốt lời cũng không kịp nữa dù sao vừa rồi lúc cá cược những lời cậu ta nói mọi người đều nghe thấy cả rồi hơn nữa chính lâm quốc đống gia chủ nhà họ lâm còn là người phán xử cậu ta dám nuốt lời chắc cậu ta có thể nuốt lời chắc vừa nghĩ đến đây lâm vĩ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cậu ta đã từng phải gặm phân một lần rồi cảm giác đó thật sự là sống không bằng chết nếu bắt cậu ta phải đi ăn thứ đó thêm một lần nữa chắc chắn cậu ta sẽ chết luôn trong nhà vệ sinh mất. Không được, phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế mới được. Nghĩ đến đây, con người lầm vĩ liếc qua liếc lại, cuối cùng ánh mắt cậu ta rơi xuống người Diệp Thu. Cùng lúc đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu ta, vì thế, cậu ta không hề do dự mà vội vàng chỉ vào Diệp Thu, nhìn người nhà họ Lâm có mặt tại đây, bẻ lái nói, tạm thời chưa nói đến chuyện cá cực vội, Diệp Thu trở về một cách kỳ lạ như thế, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy đáng nghi sao? Tuy bản thân anh ta nói là nhà họ Tiêu thả anh ta về nhưng lỡ như anh ta đang nói dối thì sao? Lâm Vĩ, cậu bớt nói linh tinh đi. Lâm Thanh Nhã lườm Lâm Vĩ, lạnh lùng nói. Tôi nói linh tinh sao? Ha ha. Lâm Vĩ cười khẩy, sau đó, cậu ta nhìn chằm chằm Diệp Thu, vặn hỏi, "Diệp Thu, anh nói đi, sao anh quay về được? Nhà họ Tiêu để tôi về?" Diệp Thu bình thản nói. Nhảm nhí. Lâm Vĩ nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó cậu ta nhìn mọi người trong sảnh, cười khẩy nói, mọi người có tin không? Nhà họ Tiêu sẽ bỏ qua cho một kẻ có khả năng là hung thủ giết hại cậu chủ Tiêu sao? Dù Diệp Thu không phải hung thủ thật sự, nhưng trước đó anh ta cũng từng nảy sinh mâu thuẫn với cậu chủ nhà họ Tiêu, sao nhà họ Tiêu có thể bỏ qua cho anh ta chứ? Theo cháu thấy, rõ ràng là Diệp Thu tự trốn về thì có. Âm, um, lời Lâm Vĩ nói lập tức giấy lên cơn chấn động trong lòng mọi người. Dù sao việc Diệp Thu đột ngột trở lại vốn đã rất kỳ lạ. Trong lòng mọi người đều cảm thấy hơi nghi ngờ. Mà hiện tại, khi vừa có Lâm Vĩ dẫn dắt, bọn họ lập tức đều cảm thấy Lâm Vĩ nói rất có lý. Bảo sao một thằng quát như cậu có thể bình yên vô sự quay về, thì ra là trốn về. Lâm Thế Hải nhìn Diệp Thu, cười miền nói. Diệp Thu, đồ vô dụng này. Sao mày lại cứ phải trốn về hả, lẽ nào mày muốn dẫn tai họa về nhà họ Lâm để hại tất cả mọi người trong nhà họ Lâm chắc?" Lưu Phương cũng vội vàng thêm dầu vào lửa. Sau khi hai vợ chồng bọn họ nói như thế, đám người có mặt tại đây cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Thu, ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy hành động này của Diệp Thu rất có thể sẽ hại bọn họ, hại cả nhà họ Lâm. Mà điều này chính là hiệu quả mà Lâm Vĩ muốn. Cậu ta vội thừa thế xông lên, hành động quay trở về này của Diệp Thu chắc chắn sẽ khiến nhà họ Tiêu tức giận, một khi nhà họ Tiêu phát giận, tìm tới tận nhà, chắc chắn đến lúc đó, không một thành viên nào của nhà họ Lâm có thể may mắn thoát khỏi hết. Vốn dĩ người nhà họ Lâm đã đủ tức giận rồi, vừa nghe Lâm Vĩ nói câu này, ánh mắt bọn họ như hận không thể giết chết Diệp Thu. Diệp Thu, rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Nhà họ Lâm đối xử với cậu không hề tệ bạc, sao cậu lại muốn hại nhà họ Lâm hả? diệp thu đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà cậu cứ phải hại nhà họ lâm phải tan cửa nát nhà mới vừa lòng hả dạ hả diệp thu cậu mau cút về nhà họ tiêu đi mình cậu chết thì không sao nhưng đừng có liên lụy đến cả nhà họ lâm trong phút chốc mọi người đều dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn diệp thu giận dữ quát lên nghe những lời này diệp thu vẫn rất bình tĩnh vẻ mặt anh cũng rất thản nhiên vì ở cả cái nhà họ lâm này người duy nhất anh quan tâm chỉ có Lâm Thanh Nhã và thứ duy nhất anh quan tâm chính là thái độ của Lâm Thanh Nhã. Còn những người khác, trong mắt anh, bọn họ chẳng khác gì không khí. Tuy nhiên, Diệp Thu thấy không sao. Nhưng Lâm Thanh Nhã lại hoàn toàn không thể nghe nổi nữa. Cô dùng ánh mắt hung giữ chừng Lâm Vĩ, lạnh lùng nói, Lâm Vĩ, cậu đừng có ở đó mà cố ý làm trò dọa dẫm người khác nữa. Tôi cố ý làm trò dọa dẫm người khác. Chẳng lẽ đấy không phải sự thật à? hành động này của Diệp Thu sẽ hại tất cả mọi người nhà họ Lâm. Lâm Vĩ cười mỉa nói. Sau đó, cậu ta vội nhìn Lâm Quốc Đống, hiên ngang lẫm liệt nói, ông nội ơi, Diệp Thu trốn về chắc chắn sẽ khiến nhà họ tiêu tức giận, đến khi nhà họ tiêu tìm tới tận cửa để tính sổ, tất cả đều đã muộn rồi. Đứng trên lập trường vì nhà họ Lâm, cũng là vì sự an toàn của tất cả mọi người trong nhà họ Lâm, cháu đề nghị, bây giờ chúng ta phải lập tức trục xuất Diệp Thu ra khỏi nhà họ Lâm và cắt đứt mọi quan hệ với anh ta ông nội, không được. Lâm Thanh Nhã biến sắc, vội vàng khuyên can. Lâm Quốc đống nhíu mày, sau đó nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, Diệp Thu, bây giờ tôi sẽ nghiêm túc hỏi cậu, rốt của cậu về đây bằng cách nào? Nhà họ tiêu để tôi về. Diệp Thu thản nhiên nói. Cậu nói thật sao? Vẻ mặt Lâm Quốc đống lập tức xa sầm. Là thật. Diệp Thu vẫn rất bình tĩnh trả lời. Thật cái con khỉ ấy. Lâm Vĩ khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Thu, cười mỉa nói, nếu lời anh nói là thật, hôm nay tôi CMN sẽ nằm trong nhà vệ sinh ăn cướp, không ăn no căng tuyệt đối không ra ngoài. Ồ, thật à. Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười đùa giỡn. Phải, nhưng đó là điều không thể xảy ra đâu, vì chắc chắn là anh đã trốn về. Lâm Vĩ vô cùng tự tin nói. Sau đó cậu ta nhìn đám người nhà họ Lâm, tiếp tục thổi gió, thưa mọi người, nếu chúng ta còn không đuổi Diệp Thu đi, đợi đến khi nhà họ tiêu tìm tới tận cửa, cho rằng nhà họ Lâm chúng ta đang bao che cho Diệp Thu, vậy thì lúc đó nhà họ Lâm sẽ xong đời, cho nên ai ủng hộ đuổi Diệp Thu đi, vui lòng giơ tay. Tôi ủng hộ đuổi Diệp Thu đi. Tôi cũng ủng hộ, cái thằng Diệp Thu chỉ biết hại người này, cút ra khỏi nhà họ Lâm ngay lập tức. Diệp Thu hại người hại mình, hạ người này không thể giữ lại được. Trong thoáng chốc, mọi người đều nhao nhao giơ tay bày tỏ thái độ. Hiển nhiên, bọn họ đều lo chuyện của Diệp Thu sẽ liên lụy tới bản thân điều này khiến lâm vĩ lập tức cảm thấy rất đắc ý cậu ta nhìn diệp thu nói với giọng cực kỳ ngạo mạn diệp thu nghe thấy chưa đây là ý của tất cả mọi người đây là nguyện vọng của tất cả mọi người anh còn không mau cút đi cái thứ chỉ biết hại người này nói xong cậu ta vội vàng nhìn lâm quốc đống đề xuất ông nội ơi ông cũng nghe thấy tiếng lòng của mọi người rồi ông hãy ra quyết định luôn đi ạ ông nội ơi không được đâu xin ông tin diệp thu Diệp Thu, vẻ mặt Lâm Thanh nhã lập tức thay đổi. Cô vẫn muốn nói đỡ cho Diệp Thu, nhưng cô còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Quốc Đống ngắt lời. Lâm Quốc Đống lúc này chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi: Diệp Thu, cậu còn lời nào muốn nói không? Cây ngay không sợ chết đứng. Diệp Thu nói một cách bình thản: Hay cho câu cây ngay không sợ chết đứng. Nét mặt Lâm Quốc Đống đột nhiên xa sầm, ông ta lạnh lùng nói: Diệp Thu, đầu tiên cậu gây sự với nhà họ Tiêu gây ra họa lớn, cuối cùng cậu còn không biết thành thật ở lại nhà họ tiêu chịu phạt mà còn dám trốn về, kéo cả mối họa này về nhà họ Lâm, cậu đúng là thứ chỉ biết hại người, để cậu không liên lụy đến cả nhà họ Lâm, tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cậu, tuy nhiên, Lâm Quốc Đống còn chưa nói xong. chương 423, làm khách quý thấy thế. Trong ánh mắt Diệp Thu lóe lên sự kinh ngạc. Anh cũng không ngờ Tiêu Phúc lại đến vào lúc này. Mà người nhà họ Lâm thấy Tiêu Phúc đến. Còn tưởng là nhà họ Tiêu cử tiêu phúc tới bắt Diệp Thu về nên ai nấy cũng đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Vì bọn họ đều lo lắng, lần này nhà họ Tiêu sẽ tức giận rồi chút lên đầu cả nhà họ Lâm. Vậy thì bọn họ thật sự sẽ khó mà tránh được kiếp nạn này. Ôi trời, quản gia Tiêu, không biết quản gia Tiêu đại giá Quang Lâm không nghênh đón từ xa, mong ông thứ lỗi. Lâm Quốc Đống vội vàng đứng khỏi ghế, vẻ mặt cung kính bước tới tiếp đón. Đồng thời ông ta cũng thầm suy nghĩ đối sách xem lát nữa nên giải thích thế nào về chuyện diệp thu trốn về dù thế nào ông ta cũng không thể để nhà họ tiêu chút cơn giận này lên đầu cả nhà họ lâm được không sao không sao tiêu phúc xua tay mỉm cười nói mà thái độ lần này của ông ta tốt hơn nhiều so với lần trước dù sao cái tên đại ma vương diệp thu này vẫn đang ở đây mà ông ta nào dám huênh hoang trước mặt diệp thu chứ quản gia tiêu ông xem Chuyện này còn phiền ông phải đích thân chạy tới một chuyến nữa, thật sự vất vả cho ông rồi, mong ông đừng trách móc." Lâm Quốc Đống vừa nói, vừa móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra, vẻ mặt cười lấy lòng nhét vào tay Tiêu Phúc. Lúc này, Tiêu Phúc thật sự chẳng hiểu gì cả, ông ta thắc mắc hỏi, "Chuyện ông nói là chuyện gì?" "Chuyện Diệp Thu lén trốn khỏi nhà họ Tiêu ấy, quản gia Tiêu yên tâm, tôi sẽ cho người trói Diệp Thu lại rồi đích thân đưa tới nhà họ Tiêu ngay, thật sự làm phiền quản gia Tiêu quá." mong sau khi quản gia tiêu trở về thì giải thích cho ông chủ tiêu hộ tôi nhà họ lâm chúng tôi hoàn toàn không có ý định bao che cho diệp thu tuyệt đối đừng trách nhà họ lâm chúng tôi lâm quốc đống nhìn tiêu phúc nói với vẻ nịnh ngọt lén trốn về tiêu phúc được mặt ra đúng thế chẳng lẽ không phải sao lâm quốc đống thắc mắc hỏi lại chuyện này tiêu phúc vô thức quay sang nhìn diệp thu diệp thu hơi lắc đầu khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy hàm ý Tiêu Phúc vốn là một kẻ không cùng họ với nhà họ Tiêu, nhưng ông ta lại có thể trèo lên được vị trí tổng quản gia của nhà họ Tiêu, còn được đổi thành họ Tiêu nữa. Vì vậy, bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác của ông ta tất nhiên đã vô cùng thuần thục. Cho nên chỉ trong nháy mắt, ông ta đã hiểu được ý của Diệp Thu, ông ta vội vàng nhìn Lâm Quốc Đống nói, tất nhiên là không phải rồi, là nhà họ Tiêu chúng tôi chủ động để ngài Diệp quay về chứ không phải do ngài ấy trốn về. Hả? Lần này, không chỉ lâm quốc đống ngỡ ngàng mà tất cả đám người nhà họ tiêu có mặt tại đây cũng đều sững sờ nụ cười đắc chí trên mặt lâm vĩ thậm chí còn trở nên cứng đờ chỉ trong trước mắt giờ phút này mọi người đều cảm thấy mặt mình bị vả liên hoàn kêu đến bốp 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 nhất là lâm vĩ mặt cậu ta sắp bị vả sưng lên rồi sao vậy ngài diệp chưa nói với các người sao tiêu phúc nhìn lâm quốc đống cố ý vờ như hồ đồ hỏi Nói, nói rồi. Lâm Quốc đống hơi xấu hổ cười trừ. Thế thì đúng rồi, sau khi nhà họ Tiêu chúng ta điều tra, nhận thấy ngài Diệp không phải hung thủ giết cậu chủ nhà chúng ta, nên đã để ngài ấy quay về, tóm lại chuyện này đều khiến hai nhà chúng ta không vui vẻ gì, cho nên ông chủ của bọn tôi đã cố ý sai tôi qua đây để giải thích lại với nhà họ Lâm các ông, mong các ông đừng để trong lòng." Tiêu Phúc mỉm cười nói. "Không đâu, sao chúng tôi lại để bụng chuyện này được chứ?" lâm quốc đống vội vàng xua tay thế thì tốt tiêu phúc gật đầu sau đó vẻ mặt bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên ông ta nói còn nữa gia chủ nhà chúng tôi còn nói chuyện này là nhà họ tiêu chúng tôi đã trách oan trách uổng ngài diệp để bù đắp cho ngài diệp gia chủ quyết định coi ngài diệp là khách quý của nhà họ tiêu chúng tôi hoan nghênh ngài diệp tới nhà họ tiêu làm khách bất cứ lúc nào còn các người sau này tốt nhất cũng nên đối xử tốt hơn với ngài diệp đi đừng có như lúc trước nữa nghe vậy Sắc mặt của Lâm Quốc Đống và đám người nhà họ Lâm đều thay đổi. Khách quý của nhà họ Tiêu. Đây là chuyện rất trọng đại. Cả Giang Châu này, số người có thể trở thành khách quý của nhà họ Tiêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất thì đến cả Lâm Quốc Đống, gia chủ nhà họ Lâm cũng không có tư cách này. Điều này khiến ánh mắt Lâm Quốc Đống và người nhà họ Lâm nhìn Diệp Thu tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị. Hiện tại bọn họ chỉ ước sao lúc đầu kẻ bị oan uổng kia là mình thôi. Được rồi, mục đích lần này tôi đến đã nói xong rồi." Tiêu Phúc xua tay, sau đó nhìn Lâm Quốc Đống hỏi, "À đúng rồi, vừa rồi mấy người đang thảo luận chuyện gì vậy?" "Gì mà huyên náo thế, ban nãy tôi đứng ở ngoài sân cũng đã nghe thấy tiếng rồi." "Nghe thế?" Sắc mặt Lâm Quốc Đống lập tức thay đổi. "Ông ta nào dám để Tiêu Phúc biết, vừa rồi người nhà họ Lâm đều đang đuổi Diệp Thu ra khỏi đây chứ." "Đùa gì vậy?" bây giờ diệp thu chính là khách quý của nhà họ tiêu đấy giờ mà đuổi diệp thu đi thì khác nào tát vào mặt nhà họ tiêu chứ một khi nhà họ tiêu biết được chuyện này nhà họ lâm chắc chắn sẽ không thể chịu nổi hậu quả mất không có gì chỉ là buổi tụ họp bình thường thôi lâm quốc đống vội vàng lắc đầu cười xấu hổ nói ồ thế à tiêu phúc híp đôi mắt lại hỏi với vẻ nghi ngờ quản gia tiêu đúng lúc này lâm thanh nhã bước ra vâng có chuyện gì thế tiêu phúc vội vàng nhìn lâm thanh nhã mỉm cười hỏi thái độ của ông ta đối với lâm thanh nhã không hề có chút ngạo mạn nào vì ông ta biết vì tiêu kiếm lôi lâm thanh nhã ra để đe dọa diệp thu nên mới chọc giận diệp thu bị diệp thu giết chết từ đó có thể hiểu được mức độ quan trọng của lâm thanh nhã đối với diệp thu nếu nói diệp thu là ông nội của ông ta thì lâm thanh nhã chính là bà nội của ông ta tuyệt đối không thể đắc tội được để tôi nói cho ông biết tại sao vừa nãy lại ồn ào như thế lâm thanh nhã lạnh lùng nói vừa nghe thấy câu này đám người nhà họ lâm lập tức biến sắc mặt nhất là lâm vĩ cậu ta thậm chí còn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch cậu ta biết lần này lâm thanh nhã định ra tay với mình rồi ồ tại sao thế tiêu phúc mỉm cười hỏi là cậu ta lâm thanh nhã chỉ thẳng vào lâm vĩ nói với giọng điệu hết sức lạnh lùng người này cá cược với tôi đã thua còn không chịu nhận thì thôi thế mà cậu ta lại còn bảo là diệp thu trốn khỏi nhà họ tiêu chạy về đây muốn liên hợp tất cả mọi người lại đuổi diệp thu ra khỏi nhà họ lâm ồ còn có chuyện như thế sao nét mặt tiêu phúc lập tức xa sầm đôi mắt trừng thẳng về phía lâm vĩ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của tiêu phúc lâm vĩ sợ tới độ suýt đái ra quần cả người run rẩy lẩy bẩy vội vàng nói, quản gia tiêu, ông nghe tôi giải thích đã, tôi thôi, cậu không cần nói gì thêm nữa. Tiêu Phúc lạnh nhạt xua tay, sau đó ông ta nhìn Diệp Thu, hỏi, ngài Diệp, chuyện này ngài định xử lý thế nào? Đơn giản lắm, để cậu ta thực hiện điều mình đã cược là được. Diệp Thu nhếch khóe môi, vẻ mặt hóm hình nói. Cậu ta cược cái gì? Tiêu Phúc thắc mắc hỏi, chương 424, Lâm Vĩ Bi đát nghe vậy, sắc mặt lâm quốc đống cũng đổi màu liên xoành xoạch tuy ông ta rất hay bênh vực cho đứa cháu đích tôn này nhưng ông ta tuyệt đối không dám phản bác lại lời của tiêu phúc nếu không một khi tiêu phúc về nói xấu vài câu về nhà họ lâm với gia chủ nhà họ tiêu vậy thì nhà họ lâm sẽ gặp họa là cái chắc vì thế lâm quốc đống vội vàng xua tay nói tôi không có ý kiến gì hết tôi hoàn toàn không có ý kiến gì hết thế thì phiền ông chủ lâm giúp thực hiện đi Tiêu Phúc cười mỉa nói, chuyện trinh thám. Được, được. Lâm Quốc Đống chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu, sau đó ông ta chỉ đành quay ra bên ngoài biệt thự, lớn tiếng gọi, người đâu. Ngay khi Lâm Quốc Đống vừa gọi xong, hai vệ sĩ mặc phun cây đen, dáng người vạm vỡ lập tức tiến vào. Lâm Quốc Đống thở dài, chỉ thẳng vào Lâm Vĩ, ra lệnh dẫn nó tới nhà vệ sinh ăn cứt, không ăn no căng thì không được thả ra. Gió! hai anh vệ sĩ đi thẳng tới chỗ Lâm Vĩ. Thấy thế, sắc mặt Lâm Vĩ lập tức khó coi cực độ, cậu ta vội vàng nhìn Lâm Quốc Đống xin sỏ, ông nội ơi, cháu không muốn ăn cứt, ông cứu cháu với. Tiểu Vĩ, dám cực dám chịu thua, làm người phải giữ chữ tín. Lâm Quốc Đống nói với vẻ mặt bất lực, không muốn, cháu không muốn. Đầu Lâm Vĩ lắc như chống bỏi, sau đó, cậu ta định quay người chạy trốn. Tuy nhiên, chính vào lúc này, hai vệ sĩ kia đã xông lên, mỗi người một bên, bắt lấy tay Lâm Vĩ, kẹp chặt cậu ta. Dù Lâm Vĩ có vùng vẫy và gào hét thế nào cũng đều vô dụng. Sau đó, hai anh vệ sĩ cưỡng ép kéo cậu ta đi tới nhà vệ sinh. Thứ đợi cậu ta chính là một bữa phân, thịnh soạn. Chắc chắn lần này cậu ta sẽ có thể ăn đến đã nghiền luôn. Mà hai vợ chồng Lâm Thế Hải nhìn thấy cảnh này cũng không dám ho he gì, càng không dám mở miệng xin sỏ hộ. Được rồi, Chuyện đã giải quyết xong, tôi xin phép về trước." Tiêu Phúc cười rồi nói, "Quản gia Tiêu, để tôi tiễn ông." Lâm Quốc Đống vội định tiến lên tiễn người. "Không cần đâu, tôi có chút chuyện cần nói với ngài Diệp, để ngài Diệp tiễn tôi là được, mấy người không cần đi theo đâu." Tiêu Phúc xua tay, từ chối. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Thu, mỉm cười nói, "Ngài Diệp, chẳng hay bây giờ ngài có rảnh không?" "Rảnh, đi thôi." Diệp Thu gật đầu sau đó hai người cùng bước ra khỏi biệt thự của lâm quốc đống đi thẳng tới bên ngoài sân tiêu phúc thấy xung quanh không còn ai nữa lập tức quỳ phịch xuống trước mặt diệp thu nói với vẻ mặt áy náy ngài diệp vừa rồi thật sự là vì để phối hợp diễn trò với ngài nên nếu tôi có đắc tội ngài ở đâu thì mong ngài rộng lượng thứ tội không sao tôi hiểu mà đứng lên đi diệp thu xua tay thấy vậy lúc bấy giờ tiêu phúc mới dám đứng lên à đúng rồi Ông đến làm gì? Diệp Thu hỏi với vẻ nghi ngờ. Nghe vậy. Tiêu Phúc vội lấy một tấm thẻ đen từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Diệp Thu, vẻ mặt cung kính nói. Ngài Diệp, là thế này, trong tấm thẻ này có một trăm triệu. Lúc trước ngài đi vội quá nên gia chủ mới của chúng tôi chưa kịp đưa cho ngài. Vậy nên ông ấy cố ý bảo tôi tới một chuyến để đưa nó cho ngài, tỏ lòng trung thành. Một trăm triệu. Tiêu Chính cũng hào phóng đấy chứ nhỉ? Diệp Thu nheo đôi mắt lại nói bằng giọng điệu đùa giỡn. Điều này cho thấy chủ nhân mới của nhà chúng tôi rất trung thành với ngài, tôi cũng thế. Tiêu Phúc vội vàng nịnh nọt nói. Được rồi, tiền tôi nhận trước, nhưng ông về chuyển lời cho Tiêu Chính, thành thật mà làm tốt vai trò gia chủ nhà họ Tiêu của ông ta đi, đừng có làm bậy là được, càng đừng có làm mấy chuyện không thiết thực thế này, chỉ duy nhất lần này thôi, không có lần sau đâu. Nét mặt Diệp Thu xa sầm, anh nói bằng giọng điệu nghiêm nghị. Vâng vâng vâng, tôi sẽ chuyển lời của ngài ngay. Tiêu Phúc sợ tới mức gật đầu lia lịa. Sau đó, Diệp Thu cất tấm thẻ đi, quay lại nhà lớn của nhà họ Lâm. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu, Tiêu Phúc giơ tay lau đi một đống mồ hôi lạnh trên trán, đến giờ vẫn còn sợ hãi nói, xem ra, người này không phải là một cấp trên thích tiền rồi, 100 triệu, vậy mà chẳng hề khiến cậu ta thể hiện ra chút lung lay hay vui sướng nào cả, trái lại còn khiến cậu ta không vui nữa chứ, may mà mình không đưa tiền nếu không chắc chắn cũng sẽ phải ăn đủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Phúc cũng cảm thấy may mắn. Tuy nhiên ông ta lại không biết là, không phải Diệp Thu không thích tiền, mà là Diệp Thu thật sự có quá nhiều tiền, nhiều đến mức không sao tiêu hết được. Vì vậy, anh chẳng hề có hứng thú gì với tiền bạc. Hơn nữa, 100 triệu này mà đem đi so sánh với giá trị tài sản dòng của Diệp Thu, thì chẳng khác gì một giọt nước nhỏ vào đại dương cả tất nhiên sẽ chẳng thể tạo nên được gợn sóng nào. Bữa tiệc này của nhà họ Lâm đã tan rã trong không vui sau khi Tiêu Phúc rời đi. Thái độ của mọi người đối với Diệp Thu cũng quay ngoắt 180 độ. Trước đây, bọn họ nhìn thấy Diệp Thu thì đều chỉ muốn xông tới dẫm cho một phát, bây giờ thì chỉ muốn cách xa Diệp Thu càng xa càng tốt. Dù sao thì thân phận hiện tại của Diệp Thu đã không còn tầm thường nữa, bây giờ anh chính là khách quý của nhà họ Tiêu lỡ như khiến diệp thu không vui rồi cậu ta thuận mồm mách lẻo vài câu với nhà họ tiêu thì hậu quả không phải thứ mà bọn họ có thể chịu được vì vậy tốt hơn hết là nên tránh đi thì hơn thế nên khi diệp thu trở về biệt thự của lâm quốc đống trong biệt thự gần như chả còn mấy mống thấy thế diệp thu cũng cau mày nhìn lâm thanh nhã đang ngồi trên sofa nghi ngờ hỏi bọn họ đâu đi hết rồi lâm thanh nhã nói đi rồi Tại sao? Diệp Thu thắc mắc hỏi. Ha ha, vốn dĩ bữa tiệc này được mở là để ăn mừng việc anh bị người nhà họ tiêu bắt đi. Hiện tại anh chẳng những không sao mà lại còn trở thành khách quý của nhà họ tiêu. Bọn họ đều sợ khiến anh tức giận, tất nhiên cũng không dám tiếp tục ở lại nữa. Lâm Thanh Nhã Diếu Cật nói. Trong lời nói của cô cũng đầy sự khinh bỉ đối với đám người nhà họ Lâm đó. Trải qua sự việc lần này, cô coi như đã thấy rõ bản chất của đám người đó cả một đám toàn là lũ tiểu nhân chỉ biết mềm nắn rắn buông, không hề có chút tình người nào cả. Điều này cũng khiến cô lạnh lòng hơn với đám thân thích này. Ây, kệ đi. Diệp Thu chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Đúng lúc này, Lâm Vĩ được hai vệ sĩ kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Cơ bản là cũng giống như bữa tiệc sinh nhật lần trước. Cả mồm Lâm Vĩ dính đầy phân, cậu ta vừa đi vừa nôn, mắt trợn ngược, trông như sắp toi đến nơi ấy. Thấy Lâm Vĩ như thế, đôi vợ chồng Lâm Thế Hải và Lưu Phương đều cảm thấy rất đau lòng. Dù sao, bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai như thế thôi. Nếu con trai bọn họ có gì bất chắc, bọn họ cũng không thiết sống nữa mất. Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã, đều tại chúng mày mà con trai tao thành ra thế này, nếu con trai tao có mệnh hệ gì, tao sẽ liều mạng với hai đứa tụi mày. Lưu Phương nhìn chằm chằm vào Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã và nói một cách hằn học. Diệp Thu, thằng ôn ăn hại này, mày tàn nhẫn quá đấy, mày đợi đấy, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt. Chương 425, tôi muốn hết. Mà trong mấy phút bọn họ nói chuyện, Lâm Vĩ vẫn tiếp tục nôn mãi. Chẳng bao lâu sau, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả căn biệt thự, biến không khí nơi đây không khác gì trong một hố phân. Lâm Quốc đống ghê tởm đến sắp nôn ra rồi, ông ta vội vàng xua tay với vệ sĩ, ra lệnh ném nó ra ngoài nhanh, khẩn trương lúc này hai vệ sĩ mới lôi lâm vĩ ra khỏi biệt thự tuy nhiên cho dù là vậy trong biệt thự cũng không thể ở tiếp được nữa diệp thu và lâm thanh nhã nhanh chóng chào tạm biệt và rời đi tránh xa cái nơi đầy thị phi này sau khi trở về biệt thự ở hãn hải lam thành lâm thanh nhã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm trên mặt lộ ra vẻ thoải mái thành thật mà nói chỉ khi trở lại đây cô mới có thể thực sự thư giãn và cảm thấy thoải mái ở nhà lớn của nhà họ lâm từ khi bước vào đó cô luôn trong trạng thái căng thẳng đè nén rất mất tự nhiên còn bây giờ được thả lỏng rồi bụng của lâm thanh nhã bắt đầu phát ra tiếng ục ục vì vậy cô nhìn diệp thu lạnh lùng nói này tôi đói rồi nghe lâm thanh nhã nói vậy diệp thu cũng sửng sốt sau đó anh lập tức cười và nói anh hiểu rồi vợ ơi em muốn ăn gì để anh nấu cho em canh trăm vị trên đời thịt kho tàu cá chiên xù, thịt viên sốt cà chua, đậu phụ chi ba, còn cả, lâm thanh nhã vừa nghĩa vừa báo tên món ăn. Một lúc sau, cô đã báo ra tên của mười mấy món. Diệp Thu cũng sừng sốt. Thế này thì chẳng cần gọi món nữa đâu. Cứ đặt thẳng một bàn mãn hán toàn tịch luôn cho xong. Diệp Thu vội vàng xua tay ngắt lời Lâm Thanh Nhã, cười khổ nói, vợ ơi, em gọi như thế có phải hơi nhiều quá không? Nhiều món như thế em ăn hết được không? em không sợ béo lên à nói như thế tức là anh nghĩ tôi béo hả lâm thanh nhã hơi nheo mắt lạnh lùng hỏi không 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 đương nhiên không phải ý anh không phải vậy nhưng nhiều món như thế cho dù gọi thêm hai người nữa cũng không ăn hết được ấy diệp thu vội xua tay giải thích cũng có lý lâm thanh nhã trầm ngâm gật đầu rồi cô nhíu mày do dự hồi lâu sau đó nhìn diệp thu rồi quyết định nếu thế thì không cần thịt kho tàu nữa ăn nhiều thịt lợn kho rất dễ tăng cân. Còn gì nữa không? Diệp Thu làm ra vẻ cầu xin. Không, chỉ không muốn món đó thôi, những món còn lại. Tôi muốn ăn hết. Lâm Thanh Nhã khẽ cong môi nói. Anh đợi em suy nghĩ lâu như thế mà cuối cùng em chỉ ở có mỗi thịt kho tàu thôi à? Diệp Thu bất đắc dĩ vô cùng, anh thật sự không biết nói gì cho phải. Đúng thế. Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, cô lạnh lùng hỏi, anh không muốn làm cho tôi sao? Nếu anh thật sự không muốn nấu cho tôi thì cũng không cần gượng ép bản thân đâu, cứ để tôi tự đi nấu là được, nhưng mà đến lúc đó anh phải ăn cho bằng hết đấy. Vừa nói, Lâm Thanh Nhã vừa định đứng dậy, đi vào bếp. Thấy vậy, Diệp Thu hãi đến độ mặt mày biến sắc, anh suýt khóc ra nước mắt. Ôi giời ơi, hôm nay nếu để Lâm Thanh Nhã vào nấu, vậy thì chắc chắn sẽ lại là một bữa ăn bóng đêm nữa mất. Quan trọng nhất là bản thân anh còn phải ăn hết nữa chứ. Đến lúc đó anh còn có thể sống nữa không? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thu lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa, anh vội vàng lao tới ngăn cản Lâm Thanh Nhã, cười nịnh nọt nói, "Đừng, đừng, đừng, vợ à, cứ để anh nấu đi, chuyện nhỏ như thế này sao có thể làm phiền em chứ, em cứ ra ghế sofa ngồi nghỉ, xem tivi một lát đi, chồng có thể nấu xong tất cả các món em muốn ăn ngay lập tức." "Thật à?" Lâm Thanh Nhã nhướng mày, tất nhiên là phải thế rồi vợ ơi em cứ chờ là được diệp thu vội vàng bảo đảm sau đó anh không nói thêm gì nữa mà quay người lao thẳng vào nhà bếp thấy thế khóe môi lâm thanh nhã cũng bất giác cong lên trước đây cô thường nghe người ta nói một người phụ nữ được một người đàn ông yêu là hạnh phúc nhất chẳng qua trước đây đều chỉ là nghe thôi chứ chưa tự mình trải nghiệm vì vậy cô cũng không có quá nhiều cảm giác nhưng hôm nay cô cảm nhận được cảm giác được cưng chiều từ diệp thu phải công nhận cảm giác này thực sự không tệ nếu sau này cũng có thể như thế nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lập tức đỏ bừng cô vội vàng lắc đầu lẩm bẩm nói lâm thanh nhã ơi lâm thanh nhã mày đang nghĩ gì vậy chứ tối hôm qua đã quyết định là phải giữ khoảng cách với anh ta không được nảy sinh tình cảm quá sớm rồi cơ mà trước khi biết được thân phận thật sự của anh ta tuyệt đối phải kiểm soát bản thân lại ngay lúc lâm thanh nhã đang tự nhủ cửa phòng bếp đột nhiên mở ra vợ ơi diệp thu từ trong ló đầu ra vừa định lên tiếng hỏi lâm thanh nhã nhưng đúng lúc này anh chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ của lâm thanh nhã anh sững sờ một lúc mới nghi ngờ hỏi vợ ơi em bị làm sao thế hả lâm thanh nhã bị diệp thu làm cho giật mình cô vội vàng quay mặt sang bên kia Nói với giọng điệu hơi căng thẳng, "Tôi không sao, anh đang nấu ăn cơm mà." "Sao lại ra đây?" "À, anh định hỏi em là món gà cung bảo ấy, em muốn ăn kèm với loại củ nào, dưa chuột hay cà rốt, hay là cả hai?" Diệp Thu mỉm cười hỏi. "Cả hai." Lâm Thanh Nhã nói nhanh. "Thế à?" Diệp Thu trầm ngâm gật đầu, sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi, anh thấy cậu đang mặt em hơi đỏ, "Em không sao thật chứ?" "Tôi không sao." anh nhanh đi nấu cơm đi tôi sắp chết đói rồi lâm thanh nhã lắc đầu thúc giục bây giờ cô chỉ muốn diệp thu đi vào lẹ lên thôi nếu còn tiếp tục nữa cô sẽ không thể cầm cự được mất cô không muốn để diệp thu biết được tâm tư riêng của chính mình được thế anh sẽ tranh thủ thời gian diệp thu nhún vai chỉ có thể rụt đầu về và đóng cửa bếp lại thấy thế lâm thanh nhã thở phào nhẹ nhõm Cách một cánh cửa thủy tinh của nhà bếp, nhìn theo bóng dáng bận rộn của Diệp Thu ở bên trong, Lâm Thanh nhã có điều suy nghĩ, cô định lát nữa sẽ nghĩ cách thăm dò thân phận của Diệp Thu trước trên bàn ăn, để xem liệu có thể thu hoạch được gì không rồi tính tiếp, với kỹ năng nấu nướng của Diệp Thu, hơn chục món ăn, hơn nữa tất cả còn đều chỉ là món nhà thường làm nên tất nhiên sẽ không làm khó được anh. Chẳng bao lâu sau, chuyện đam mỹ Diệp Thu đã chuẩn bị xong tất cả những món Lâm Thanh Nhã gọi, sau đó anh bưng từng món một lên bàn. Trong phút chốc, cả nhà ăn tràn ngập một mùi thơm hấp dẫn. Lâm Thanh Nhã vốn đã đói đến mức bụng réo liên tục, cô vừa ngửi thấy mùi hương này thì lại càng không chịu được nữa, sắp chảy cả nước miếng ra rồi. Đôi mắt to xinh đẹp của cô thậm chí còn không hề di chuyển kể từ khi Diệp Thu bưng thức ăn lên bàn. Trông thấy dáng vẻ con mèo nhỏ ham ăn của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu cũng lắc đầu cười, trong ánh mắt hiện lên sự cương chiều. Sau đó, anh vội vàng trở lại phòng bếp bưng một bát cơm tới, đưa cho Lâm Thanh Nhã, cười nói, đói lắm rồi đúng không, em mau ăn đi. Lâm Thanh Nhã cũng không khách sáo với Diệp Thu, cô nhận lấy bát đúa, lập tức lao vào ăn. Audio điện tử võ tấn bền chương 426, người quan trọng nhất. Diệp Thu cũng quay về phòng bếp bưng bát cơm ra, ngồi xuống phía đối diện với lâm thanh nhã tuy nhiên anh vừa mới gắp một miếng thức ăn còn chưa kịp bỏ vào miệng thì đúng lúc này lâm thanh nhã bỗng dừng lại đặt đũa xuống nhìn diệp thu hỏi diệp thu kể tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh đi chuyện hồi nhỏ của anh diệp thu ngỡ ngàng đúng vậy tôi muốn hiểu thêm về anh hồi còn nhỏ lâm thanh nhã gật đầu muốn hiểu về anh thế có phải là em chuẩn bị chấp nhận anh không diệp thu sung sướng ra mặt hỏi nghe vậy khuôn mặt lâm thanh nhã đỏ bừng cô đang định phủ nhận luôn nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cô thấy nếu muốn nói chuyện thì phải thả mồi câu như thế thì diệp thu mới có khả năng cắn câu nghĩ đến đây lâm thanh nhã suy nghĩ trong giây lát rồi nói anh có thể hiểu là thế nhưng mà nếu anh muốn tôi thật sự và hoàn toàn chấp nhận anh thì không thể nói dối tôi anh phải kể đúng sự thật những chuyện anh trải qua hồi nhỏ cho tôi được chứ được, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra khi anh còn nhỏ, em muốn nghe từ đâu?" Diệp Thu gật đầu, mỉm cười hỏi. "Bắt đầu từ xuất thân của anh đi." Lâm Thanh nhã suy nghĩ một lúc rồi nói. "Xuất thân của anh à?" Diệp Thu xoa cằm trầm ngâm một hồi, sau đó anh đặt chiếc đũa trong tay xuống, cười nói, "Hồi nhỏ, điều kiện gia đình của anh cũng khá là tốt, nhưng sau khi bố mẹ anh qua đời trong một lần ngoài ý muốn, anh đã trở thành một kẻ không có nhà để về, sau đó anh lớn lên trong cô nhi viện." rồi dưới sự giúp đỡ của các mạnh thường quân anh lên đại học rồi vào nhà họ lâm ở rể hết rồi lâm thanh nhã thất vọng hỏi vì những gì diệp thu nói trước đây cô ta cũng đã phái người đi điều tra thông tin gần như trùng khớp và hoàn toàn vô giá trị hết rồi thật ra nửa đầu cuộc đời của anh rất đơn giản không có nhiều màu sắc như em đâu diệp thu nhún vai bất đắc dĩ nói vậy thì không có người nào hay chuyện nào khiến anh ấn tượng sâu sắc hơn sao Lâm Thanh Nhã hơi cau mày cố hỏi tiếp. Người hay chuyện khiến anh ấn tượng sâu sắc sao? Diệp Thu sừng sốt một chút, sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên chút dịu dàng, cười nói có chứ, hơn nữa chuyện đó, người đó, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ồ, kể tôi nghe xem nào. Ánh mắt Lâm Thanh Nhã sáng lên, cô vội vàng nói. Anh nhớ năm anh lên bảy, anh bị kẻ xấu đuổi giết, suýt thì chết ở đầu đường, sau đó có một đôi cha con đã cứu anh, lúc đó, Cô bé kia còn đưa cây kẹo mút mà cô bé thích nhất cho anh, bảo anh là đừng sợ, cô bé sẽ bảo vệ anh, mãi đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó. Diệp Thu cười mỉm, nhớ lại và kể. Nói xong, anh vội vàng nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, muốn xem xem Lâm Thanh Nhã có phản ứng gì không. Bởi vì cô bé mà anh nhắc tới chính là Lâm Thanh Nhã. Đây là câu chuyện thật đã xảy ra vào lúc đó. Bây giờ anh lại nhắc đến chuyện đó, anh chỉ muốn xem xem liệu nó có thể gợi lại ký ức của lâm thanh nhã hay không tuy nhiên kết quả khiến diệp thu phải thất vọng rồi lâm thanh nhã nghe xong vẻ mặt chẳng hề thay đổi như thể cô chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này trái lại cô còn nhìn diệp thu hỏi với giọng điệu nghi ngờ kẻ xấu nào đuổi giết anh cơ có thể là một tên buôn người diệp thu ngượng ngùng cười trừ anh vẫn chưa từ bỏ nhìn lâm thanh nhã hỏi em thật sự không hứng thú gì với cô bé kia sao tại sao tôi phải hứng thú với cô bé đó? Cũng có phải tôi đâu, hay là cô bé đó rất đặc biệt à? Lâm Thanh Nhã hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Có vẻ như cô chẳng còn chút ấn tượng nào về chuyện năm đó. Điều này khiến Diệp Thu cũng sững sờ. Theo lý mà nói thì không nên như thế. Tuổi tác của Lâm Thanh Nhã cũng sấp xỉ anh. Dù nhỏ hơn anh 1-2 tuổi thì lúc đó cũng đã 5 tuổi rồi, đáng nhẽ phải nhớ được mới đúng. Nhưng xét từ tình hình hiện tại, lâm thanh nhã dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện năm đó rồi như thể cô ấy đã mất trí nhớ vậy không hề có chút ấn tượng nào luôn vừa rồi mình đã ám chỉ như thế không đúng vừa rồi anh gần như đã nói rất rõ rồi chứ chẳng phải là ám chỉ nữa nhưng lâm thanh nhã vẫn không hề có phản ứng gì cả chuyện này là sao chứ lâm thanh nhã bị mất trí nhớ sao nếu không sao cô ấy lại không hề có tí ấn tượng nào về chuyện năm đó như thế được chứ nghĩ đến đây, Diệp Thu cũng cau mày, nhưng vì không để Lâm Thanh Nhã suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng lắc đầu giải thích, "Không, không, không, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, tóm lại, chuyện đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của anh, cô bé đưa cây kẹo mút mình yêu thích ấy cho anh, nói sẽ bảo vệ anh bằng giọng nói non nớt búng ra sữa đó cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của anh." "Ồ, thế cơ à." "Vậy nếu bây giờ anh được gặp lại cô bé đó, anh sẽ ly hôn với tôi rồi lấy cô ta sao vẻ mặt lâm thanh nhã như phủ một tầng băng giá cô cảm thấy thứ mình đang ăn cũng chẳng còn ngon như thế nữa nói thật thì dù cô rất không muốn thừa nhận nhung trong lòng cô đã nảy sinh tình cảm với diệp thu bây giờ cô nghe diệp thu nói rằng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh ta vậy mà lại là một cô gái khác điều này khiến cô khó tránh khỏi có hơi ghen tuông nhìn vẻ mặt không vui của lâm thanh nhã diệp thu cũng sững sờ lâm thanh nhã cũng thú vị quá đi mất đến cả chính bản thân mình cũng ghen tuông được nữa nếu một ngày nào đó trong tương lai cô ấy biết rằng mình chính là cô gái nhỏ kia liệu cô ấy sẽ có phản ứng thế nào đây nghĩ đến đây diệp thu lắc đầu cười sau đó nhìn về phía lâm thanh nhã nói sao có thể chứ em là vợ của anh anh còn muốn yêu em cả đời này cơ anh sẽ không bao giờ ly hôn với em và cũng sẽ không bao giờ rời xa em Hừ, thật sao? Lâm Thanh Nhã hừ lạnh, bực bội hỏi. Tất nhiên là thật rồi, bởi vì, nói đến đây, Diệp Thu tạm dừng trong giây lát, anh thầm nghĩ, vì anh đã lấy em rồi, người con gái khiến anh cả đời không thể nào quên được, ban đầu em là người bảo vệ anh, bây giờ đổi lại thành anh bảo vệ em, cả một đời. Vì cái gì? Lâm Thanh Nhã cau mày. Vì em mới là người anh yêu nhất, trong lòng anh, em rất quan trọng, không ai có thể thay thế được diệp thu nhìn lâm thanh nhã nói với ánh mắt vô cùng thâm tình dừng miệng lưỡi đám đàn ông toàn là những lời dối trá bớt khua môi múa mép đi lời này của anh dùng để lừa mấy đứa cô gái mới ra đời thì còn được chứ muốn lừa tôi ấy hả vẫn còn non và xanh lắm lâm thanh nhã bĩu môi lạnh lùng nói tuy nhiên bên ngoài cô cứng miệng thế thôi chứ thật ra trong lòng cô vẫn rất vui nhưng cô sẽ không thể hiện ra đâu vợ ơi anh không hề nói dối em, anh rất nghiêm túc luôn." Diệp Thu vội vàng cam đoan. "Thôi đi, đợi anh dùng hành động thực tế chứng minh được rồi tính sau." Lâm Thanh Nhã lườm nguyết Diệp Thu, lạnh lùng nói, "Mau ăn đi, nếu không lát nữa cơm canh cũng nguội ngơ nguội ngắt ra đấy." "Ừ." Diệp Thu gật đầu, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Nhìn dáng vẻ chẳng lo nghĩ gì của Diệp Thu. Chương 427, bậc thầy cược đá một đêm không mộng mị. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thu dậy sớm như thường lệ, anh vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho Lâm Thanh Nhã. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là Âu Dương Hảo gọi đến. Anh nghĩ át hẳn là chuyện liên quan đến nhà họ Tiêu. Bởi vì hôm qua, sau khi Âu Dương Hảo đã đưa anh về tới nhà lớn của nhà họ Lâm, anh đã dặn Âu Dương Hảo đi giải quyết chuyện của nhà họ Tiêu. Dù sao thì nhà họ Tiêu đột nhiên đổi chủ, cho dù người đó có là em trai của Tiêu Kiếm. Cũng vẫn sẽ có rất nhiều lão già trong họ phản đối. Vì vậy, Diệp Thu đã ra lệnh cho Âu Dương Hạo giải quyết chuyện này và giúp Tiêu Chính ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Tiêu một cách vững vàng. Bây giờ mới sáng sớm Âu Dương Hạo đã gọi điện tới, chắc là để báo cáo với mình chuyện này. Vì thế, Diệp Thu không nghĩ nhiều nữa, anh bấm kết nối cuộc gọi, "Chuyện bên phía nhà họ Tiêu làm xong rồi hả?" đã xong hiện tại tất cả nhà họ tiêu đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tổ chức chúng ta những kẻ không nghe lời đã bị em bí mật giải quyết rồi âu dương hạo cười nói còn tiêu chính thì sao thái độ của ông ta thế nào diệp thu cười khẩy hỏi kha kha thằng cháu này bây giờ đang rất vui vẻ luôn ấy nếu không nhờ chúng ta giúp đỡ cả đời ông ta đừng hòng ngồi lên được cái ghế gia chủ nhà họ tiêu cho nên ông ta vô cùng biết ơn anh còn bảo em hỏi giúp ông ta xem lúc nào anh có thời gian rảnh, định đích thân tới gặp anh cảm ơn cơ. Âu Dương Hạo cười nói. Rất thực tế, để đảm bảo lợi ích của mình, ông ta không những không nghĩ đến chuyện báo thù, thậm chí còn biết ơn kẻ thù đã giết anh ông ta là tôi nữa. Ha ha, bản tính tham lam và lạnh nhạt của con người thật sự được thể hiện vô cùng rõ ràng trên người ông ta đấy. Diệp Thu lắc đầu, trên mặt là nụ cười khởi đầy khinh bỉ. Hiển nhiên, anh cực kỳ khinh thường hạng người như tiêu chính. Thậm chí là tiêu kiếm, gia chủ cũ của nhà họ tiêu còn mạnh hơn ông ta gấp trăm lần. Nhưng vừa khéo là, hạng người như tiêu chính mới càng dễ điều khiển hơn. Bởi vì chỉ cần cho ông ta đủ lợi lộc, ông ta sẽ sẵn sàng phục tùng mình. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Diệp Thu giữ tiêu chính lại chứ không giết ông ta. Hay, tổ chức của chúng ta vẫn là tốt nhất bất kể thân phận cao quý hay thấp hèn cũng đều có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho đối phương, tình cảm này đúng thật là đáng quý nhất trên đời. Âu Dương Hạo cũng thở dài. Thôi được rồi, bây giờ tôi còn phải làm bữa sáng cho vợ nữa, còn chuyện gì nữa không, nếu không thì tôi cúp máy trước đây. Ngôn tình hài. Diệp Thu nhìn giờ, nói. Có, 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 tí thì quên không nói với anh. Âu Dương Hạo vội vàng nói, Lý Nguyên Phổ vừa gọi cho em, bảo là chỗ anh ta có một khối quặng đá phỉ thúy mới tới tay, khá là hiếm thấy, kết cấu bên trong phức tạp, ngay cả anh ta cũng không dám tùy tiện cắt ra, nên là anh ta muốn anh tới xem thử xem, nếu anh thích, anh ta sẽ tặng anh. Lý Nguyên Phổ. Diệp Thu cau mày. Lý Nguyên Phổ này không phải là người bình thường. Anh ta là một cao thủ cực kỳ lợi hại và khá nổi tiếng trong giới cực đá. Hơn 70% số đá do anh ta chọn có thể cắt ra được phỉ thúy. Tỷ lệ này đã khá là ghê gớm rồi. Phải biết là trong giới cược đá có một câu nói được truyền tai nhau. Ấy là, một nhát nghèo, một nhát giàu. Không ai biết một nhát cắt xuống sẽ như thế nào. Ngay cả những tay cược đá già đời cũng không dám đảm bảo tất cả các lần đều có thể ra xanh. Cắt 10 lần có thể ra được 2 đến 3 lần đã là may mắn rồi. Nhưng Lý Nguyên Phổ lại có thể duy trì xác suất ra xanh ở mức hơn 70%. Từ đó có thể thấy được trình độ siêu đẳng và tài năng của anh ta trong mảng cược đá. Tính trên phạm vi cả nước, số người có thể so sánh và bàn luận với anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, anh ta còn có biệt danh gây chấn động giới cược đá. Tay thánh chọn vàng, mà một cao thủ cược đá như thế lại vẫn có viên đá khiến anh ta không dám mở. Điều này khiến Diệp Thu khá tò mò rất muốn qua xem thử. Chỉ là Lý Nguyên Phổ này có hơi khó chơi. Năm đó, lúc Diệp Thu đang rảnh đến mức phát chán, anh đã đăng ký tham gia hội cược đá thế giới. Trong trận đấu, Diệp Thu lấy chiến tích kinh người là cả 20 viên đá anh chọn đều cắt ra phỉ thúy, đánh bại tất cả các cao thủ cược đá có mặt ở đó, từ đó một phát giành được danh hiệu thần cược đá. Và trong số những bại tướng dưới tay anh có Lý Nguyên Phổ, tay thánh chọn vàng này. Kể từ đó, anh ta cứ bám giết Diệp Thu mãi muốn bái sư học nghệ, còn Diệp Thu thì quá bận nên anh cũng vẫn luôn trốn tránh anh ta. Cho nên nếu hôm nay muốn nhìn thấy viên đá thần kỳ kia, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi việc bị Lý Nguyên phổ bám lấy. Điều này khiến Diệp Thu rất đau đầu. Nhưng vì niềm yêu thích đối với công cuộc cược đá, nếu không đến xem thử viên đá này một lần, nó sẽ trở thành niềm núi tiếp đi theo Diệp Thu đến cuối đời mất. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng Diệp Thu không quan tâm đến người kia nữa. Anh quyết định dù có thế nào cũng phải tới một chuyến. Cùng lắm là đến lúc đó sẽ bị Lý Nguyên phỉ bám lấy khiến anh cảm thấy hơi phiền phức mà thôi. Nhưng nếu không đến xem, trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy khó chịu như bị vuốt mèo cào nhẹ. Nghĩ đến đây, Diệp Thu trực tiếp hỏi, "Bây giờ anh ta ở đâu?" "Cũng đang ở Giang Châu, em cũng không biết khi nào anh rảnh nên chưa hứa hẹn gì với anh ta cả, nếu anh thật sự không có thời gian" em sẽ gọi điện từ chối anh ta luôn." Âu Dương Hạo nói. "Không cần, gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ qua đó." Diệp Thu lập tức trả lời. "Được, để lát em sẽ gửi tin nhắn cho anh." Trên bàn ăn, Diệp Thu hơi do dự, anh nhìn Lâm Thanh Nhã, hỏi, "Vợ ơi, sáng nay anh xin nghỉ phép được không?" "Sao đấy? Anh không khỏe à?" Lâm Thanh Nhã cau mày, khó hiểu hỏi. "Không, anh có chút việc riêng phải đi giải quyết." diệp thu cười lấy lòng nói lâm thanh nhã suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng cô cũng không phản đối mà gật đầu đồng ý được thôi chỉ cho nghỉ nửa ngày buổi chiều phải đến văn phòng công ty tôi báo cáo đúng giờ đấy được vợ à em cứ yên tâm buổi chiều anh sẽ về công ty đúng giờ diệp thu vội vàng cam đoan ừ lâm thanh nhã gật đầu sau bữa sáng lâm thanh nhã lái xe đến công ty không bao lâu sau khi lâm thanh nhã rời đi Diệp Thu cũng gấp gáp ngồi lên con xe van tồi tàn của mình, rời khỏi Hãn Hải Lam Thành. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình, nhưng ở cảnh giới của Diệp Thu, bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền đều không thể lay động trái tim của anh được nữa. Vì vậy, đối với cược đá, anh ôm ấp một tình cảm rất đặc biệt với nó. Bởi vì bạn không bao giờ biết vào giây tiếp theo có thể cắt ra được cái gì. Cảm giác bí ẩn và kích thích này thực sự có có thứ nào khác có thể thay thế được. Đặc biệt là lần này, theo miêu tả của Âu Dương Hạo, đây còn là một viên đá quý hiếm. Dĩ nhiên Diệp Thu phải đích thân tới xem mới được. Theo địa chỉ Âu Dương Hạo gửi tới, chương 428, lại gặp tình địch anh thấy cổng lớn trước sân của biệt thự đóng chặt. Mà trước cổng lớn, lúc này lại vây kín người. Nam có, nữ có. Hơn nữa những người này còn đều mặc đồ hiệu đắt đỏ hoặc là đeo những chiếc túi sách thương hiệu còn cả những siêu xe đỗ sau bọn họ không xa nữa vừa nhìn là biết không phải người tầm thường bọn họ chắc chắn là những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội nhưng mà trước cổng lớn của ngôi biệt thự còn có hai vệ sĩ mặc âu phục đen đứng canh gác khiến đám người đứng trước cửa không thể vào biệt thự chỉ có thể suốt ruột đi tới đi lui ở cổng sân diệp thu nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều anh đỗ chiếc xe van ở cùng chỗ với mấy chiếc siêu xe kia sau đó xuống xe đi về phía cổng biệt thự thấy cảnh này trong ánh mắt của đám người vốn đang bu ở trước cổng lộ ra sự kỳ lạ bởi vì những người có mặt ở đây đều là những kẻ không giàu thì cũng có quyền lực chỉ cần xét từ quần áo cho đến ô tô là có thể nhìn ra được còn diệp thu thì sao xe anh lái là một con xe van trên thì mặc áo ba lỗ dưới thì mặc quần ống rộng chân lại đi con tông lào cả người bốc lên mùi nghèo túng rẻ tiền nhất là con xe van kia của anh, đỗ giữa một rừng siêu xe, độ bắt mắt của nó không cần nói cũng biết. Phải biết là, trong số đám siêu xe này, cái rẻ nhất cũng là mercedes trị giá 600.000 đến 700.000 NDT. Đừng nói là một cái lốp xe, dù có chọn đại một cái phụ kiện của xe cũng đủ để mua được mấy con xe van của Diệp Thu rồi. Vì vậy họ thực sự không biết ai đã cho Diệp Thu can đảm mà anh dám đỗ xe ở đây. Chẳng lẽ tên này là người Nhật Đồng Nát? đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này cứ thế trong mắt khinh thường của mọi người diệp thu đến trước cổng biệt thự anh vừa định bước vào đã bị hai vệ sĩ mặc đồ đen cản lại người không phận sự cấm vào bên trong một vệ sĩ nhìn diệp thu trầm giọng nói là lý nguyên phổ mời ta tới đây không phải là không phận sự diệp thu bình tĩnh nói sau khi nghe thấy lời này không chỉ có hai vệ sĩ mặc đồ đen sướng sờ, mà cả đám người có mặt ở đây cũng đều sướng sờ. Há há há, một chàng cười khinh thường chợt vang lên. Nhóc con, cậu đang nằm mơ à? Còn Lý Nguyên Phổ mời cậu tới nữa chứ, có biết thầy Lý là ai không đấy? Đó là một cao thủ cược đá nổi tiếng, có biết bao kẻ trong giới thượng lưu muốn gặp mặt ông ấy mà còn khó lắm mới gặp được một lần, thế mà cậu còn dám ba xạo là ông ấy mời cậu ấy hả? Cậu xứng chắc, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ hàng hiệu nhìn diệp thu bằng ánh mắt khinh bỉ ông ta hỏi với giọng điệu trào phúng phải đấy tôi từng thấy nhiều kẻ chém gió khoe khoang nhưng có thể chém gió phần phật đến nổi cả da gà da vịt như cậu tôi thật sự chưa thấy bao giờ đâu một quý bà mang chiếc vòng ngọc trai trên cổ chế nhạo nói giới trẻ ngày nay càng ngày càng kỳ lạ năng lực thì không có nói chuyện thì chỉ giỏi khoác lác bọn họ mà đứng thứ hai thì chả ai dám tranh vị trí hạng nhất đâu nực cười, đúng là quá nực cười. Bên cạnh, một ông lão mặc trang phục thời Đường màu đen lắc đầu. Hiển nhiên, đám người này đều xem lời Diệp Thu nói chỉ là chém gió. Phải biết rằng, Lý Nguyên Phổ là ai chứ? Người ta là tay thánh chọn vàng, bậc thầy cược đá đấy. Có biết bao nhiêu người có thân phận có hậu trường muốn gặp ông ta một lần cũng chẳng gặp được kia kìa. Nhất là hôm nay, biết tin Lý Nguyên Phổ đã đến Giang Châu, toàn bộ giới thượng lưu ở Giang Châu đều chấn động. Họ vội vã chạy đến mong được gặp Lý Nguyên Phổ. Nhưng tới tận bây giờ, ngay cả cổng bọn họ cũng chưa vào được nữa là. Mà một kẻ lái con xe van sập sệ, mặc quần áo hàng chợ như Diệp Thu. Lại dám mở miệng nói Lý Nguyên Phổ đã mời cậu ta tới. Thế này chẳng phải chém gió thì còn có thể là gì nữa. Vì vậy, lúc này, chẳng có ai tin những gì Diệp Thu nói là sự thật cả. Ngược lại, trong mắt bọn họ diệp thu chỉ như một thằng hề đang làm trò cười mà thôi trước sự khinh miệt và chế giễu từ đám đông vẻ mặt diệp thu vẫn rất bình tĩnh anh chẳng buồn tốn nước bọt với bọn họ mà nhìn thẳng vệ sĩ và nói bây giờ tôi có thể vào được chưa cậu đoán xem cậu coi chúng tôi là thằng ngu à câu trả lời của tôi vẫn như vậy thôi người không phận sự cấm vào cái loại mặt hạng như cậu mà cũng muốn gặp thầy lý sao mau biến về nơi sản xuất đi ở đây không phải chỗ mà hạng người như cậu có thể đến." Một vệ sĩ nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt hung dữ, bực bội nói. Nghe vậy, Diệp Thu cũng cau mày, anh đang chuẩn bị nói tiếp. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, tiếng gầm thét của động cơ xe thể thao bỗng vang lên. Âm thanh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đập vào mắt họ là một chiếc xe thể thao Porsche 911 màu trắng đỗ cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc vest trắng, đeo kính dâm đen, bước ra khỏi xe, thẳng lưng ưỡn ngực đi về phía bên này. Mọi người thấy vậy thì đều choáng váng. Kia là cậu Tô đúng không? Cậu Tô là ai? Cậu hai nhà họ Tô ở Giang Bắc. Má ơi, nhà họ Tô ở Giang Bắc á là nhà họ tô mà thực lực và địa vị chỉ đứng sau bốn gia tộc khổng lồ ở Giang Châu kia á. Chuẩn rồi, là nhà họ tô đấy đấy, không ngờ hôm nay cả người nhà họ tô cũng ra mặt, thầy Lý đúng là ghê gớm thật đấy. Trong phút chốc, cả đám đông ồn ào thảo luận. Tất cả mọi người đều nhìn thanh niên kia bằng ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng và su nịnh. Mặc dù ở đây có nhiều người đều có thân phận và bối cảnh. Nhưng so với nhà họ tô, thân phận và hậu trường của họ quá nhỏ bé ở cả cái đất giang châu này trừ bốn gia tộc lớn là tiêu hoàng trần tống gia thế lực của nhà họ tô là lớn nhất cho nên cậu hai nhà họ tô tất nhiên là người mà bọn họ không thể đắc tội được mà khi diệp thu thấy cậu hai nhà họ tô đi về phía bên này trong mắt anh cũng lộ ra cảm xúc kỳ lạ bởi vì anh thế mà lại quen cậu hai nhà họ tô này người này chính là tô dương kẻ chân thành theo đuổi lâm thanh nhã anh còn nhớ buổi tối hôm đó ở hãn hải Lam Thành. Tô Dương này đã chế nhạo Diệp Thu đủ kiểu, cuối cùng Diệp Thu đã dùng nội lực của mình làm sốc hỏng động cơ chiếc Porsche Cayenne của anh ta, khiến anh ta ê chề trước mặt Lâm Thanh Nhã. Từ đó trở đi, chuyện tin hay, Tô Dương này không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng Diệp Thu không ngờ được là hôm nay anh lại gặp anh ta ở đây. Điều này khiến khóe môi Diệp Thu khẽ cong lên thành một nụ cười hóm hình. Đúng lúc này. Tô Dương cũng đi tới đây. Cậu Tô, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu Tô, không ngờ mới mấy ngày không gặp mà cậu lại đẹp trai hơn rồi. Cậu Tô, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Vương Tuyền đến từ công ty Quảng Hối, lần trước chúng ta đã cùng uống một ly ở quán ba đó. Trong phút chốc, đám người được gọi là nhân sĩ giới thượng lưu này lũ lượt tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt sán tới gần Tô Dương chào hỏi. chương 429, Thư mời độc quyền vẻ mặt Tô Dương lập tức xa sầm anh ta nhìn chòng chọc vào Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thu, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Cậu Tô, chúng ta đúng là có duyên thật đấy. Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười hóm hình, sau đó anh liếc mắt nhìn con Porsche 911 đỗ cách đó không xa, nói với giọng điệu cợt nhả ây, đổi xe rồi à. Không biết chất lượng của con xe này thế nào nhỉ, mong là đừng giống như con trước, đến cả khởi động cũng không khởi động nổi nhé. Tuy nhiên, diệp thu không nói đến chuyện này thì còn tốt anh vừa nói ra nét mặt tô dương lại càng thêm khó coi hơn anh ta tức đến khóe môi run rẩy phải biết là lần trước ở trước mặt lâm thanh nhã vì chuyện này mà anh ta mất hết cả mặt mũi có một khoảng thời gian rất dài anh ta không dám xuất hiện trước mặt lâm thanh nhã vì xấu hổ dù thế nào thì anh ta cũng là một người cần thể diện mà bây giờ diệp thu lại bóc vết sẹo của anh ta ra một lần nữa Điều này khiến anh ta tức giận vô cùng, anh ta nhìn chồng chọc Diệp Thu, trầm giọng nói, Diệp Thu, anh câm miệng lại, chuyện xảy ra lần trước rõ ràng là do anh dở trò, tôi chưa tìm anh tính sổ là may rồi, nếu anh còn dám nhắc tới chuyện đó một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Tôi dở trò, xin hỏi, anh có bằng chứng gì không? Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, anh cười khẩy hỏi ngược lại. Tốt nhất là anh nên cầu khẩn đừng để tôi tìm được bằng chứng, nếu không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Tô Dương nghiến răng, hung ác nói. Sau đó, anh ta chuẩn bị bước vào biệt thự. Nhưng đúng lúc này, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại nhìn Diệp Thu, soi mói từ đầu tới chân một lượt, lạnh lùng hỏi, mà này, còn chưa kịp hỏi anh, anh đến đây làm gì? Cũng tới gặp thầy Lý à? Anh ta vừa dứt lời. Diệp Thu còn chưa kịp đáp, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh diếu cợt Diệp Thu lúc nãy vội vàng sán lại, nhìn Tô Dương, nịnh nọt nói, cậu Tô, cậu có điều không biết rồi, thằng nhóc này rất biết chém gió, ban nãy cậu ta dám bảo là thầy Lý Đích Thân mời cậu ta tới cơ. Sao? Tô Dương sửng sốt trong giây lát, sau đó anh ta ngẩng đầu cười phá lên đầy châm chọc, ủ ôi, đúng là cười chết tôi rồi, Diệp Thu này, anh là cái thá gì chứ? anh chỉ là một tên ăn hại phải tới tận nhà vợ để bám váy vợ mà thôi, còn kêu thầy Lý mời anh nữa á. À? Anh tưởng mình có mặt mũi lắm hay sao? Hả? Đừng có tức cười như thế được không? Há há há! Đám đông ngay lập tức phá lên cười. Đúng đấy, vừa nãy tôi đã nói rồi mà, rõ ràng tên này đang khoác lác. Thầy Lý là ai chứ? Chỉ có người có đẳng cấp như cậu Tô mới có khả năng nhận được lời mời từ thầy Lý thôi, còn cái loại thất bại nghèo túng như này xứng chắc. Trên thế giới này, luôn có một số người có suy nghĩ rất kỳ lạ, bọn họ luôn cảm thấy mình là nhất, thực tế thì họ chẳng là cái thá gì cả. Rất hiển nhiên, mọi người cũng có thể nhận ra rằng, quan hệ giữa Diệp Thu và Tô Dương chẳng ra làm sao cả. Vì vậy, để lấy lòng Tô Dương, bọn họ bắt đầu không hề khách sáo mà chế nhạo Diệp Thu. Nghe những lời châm biếm này, vẻ mặt tự mãn của Tô Dương lập tức càng thêm rạng rỡ lần trước diệp thu đã khiến anh ta bẽ mặt trước mặt lâm thanh nhã bây giờ có cơ hội này để tát vào mặt diệp thu tất nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ nó vì thế anh ta tiếp tục nhìn diệp thu hỏi diệp thu anh bảo là thầy lý mời anh tới thế anh có bằng chứng gì không mời thì mời thôi còn cần bằng chứng gì sao diệp thu thờ ơ hỏi vậy thầy lý mời anh như thế nào tô dương cố nhịn cười hỏi với vẻ mặt diễu cợt nhờ người khác liên lạc với tôi, mời tôi tới một chuyến. Diệp Thu bình tĩnh nói. Há há há. Một lần nữa, Tô Dương không nhịn được cười phá lên đầy mỉa mai, thậm chí còn suýt thì chảy cả nước mắt. Một lúc lâu sau, anh ta cúi đầu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, Diệp Thu, anh có muốn chém gió thì cũng phải chém cho nó logic tí có được không? Thầy Lý nhờ người khác liên hệ với anh sao, anh nghĩ anh là ai chứ? bản thân anh thật sự không rõ sao tưởng mình là kẻ nào ghê gớm lắm thật hả tôi chỉ có gì nói nấy thôi diệp thu nhún vai thản nhiên nói nổ vừa thôi còn cmn có gì nói nấy nữa cơ á tôi thấy anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì có tô dương khinh thường nhìn diệp thu sau đó anh ta rút ra một lá thư mời được mạ vàng từ túi áo vest giờ đến trước mặt diệp thu ngạo nghễ nói nhìn thấy chưa thư mời viết tay của thầy Lý đấy, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi này, tôi mới là vị khách mà hôm nay thầy Lý mời tới, hơn nữa trên này còn ghi chú rõ ràng, hôm nay thầy Lý chỉ mời một vị khách là tôi thôi, còn anh ấy hả? Anh cũng xứng chắc, đám người xung quanh nhìn thấy lá thư thì lập tức súng lại. Sau khi nhìn rõ nội dung trên bức thư mời trong tay Tô Dương, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hâm mộ nịnh nọt, ôi trời ơi, là thư mời thầy Lý tự tay viết thật kìa, hơn nữa còn là thư mời riêng nữa hôm nay thầy lý chỉ mời có mình cậu tô thôi bảo sao ông ấy không chịu gặp chúng ta đúng là cậu tô có khác vậy mà có thể lấy được thư mời riêng của thầy lý ghê thật đấy cậu tô đỉnh của chóp cũng chỉ có cậu tô mới đủ tư cách nhận được thư mời riêng của thầy lý thôi không giống tên bốc mùi thất bại nào đó ngoài chém gió ra thì chả biết gì hết nghe những lời tâm bốc này nụ cười đắc ý trên mặt tô dương lập tức càng thêm dạng dỡ anh ta nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt huynh hoang hỏi, Diệp Thu, mặt có rát không? Hả? Cảm giác bị vả mặt thế nào? Dám khoác lác trước mặt tôi, anh đúng là không biết trời cao đất dày mà, còn nói cái gì mà thầy Lý nhờ người khác mời anh tới nữa, hả, anh có tư cách gì chứ? Anh nghĩ anh xứng chắc. Tranh thủ lúc tâm trạng tôi còn đang tốt, anh mau phán xéo khỏi tầm nhìn của tôi đi, tôi thật sự không muốn phải đả kích anh thêm đâu. Nhóc con, biến lẹ đi, đừng tiếp tục ở lại đây cho mất mặt nữa. Đúng đấy, mặt cũng bị cậu tô và cho sưng lên rồi, nếu tôi mà là cậu, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ở đây thêm nữa ấy, thà tìm cái lỗ chui vào còn hơn. Có một số người chém gió còn không biết phân biệt nặng nhẹ, dám khoác lác trước mặt cậu tô, lần này bị vả mặt có đau không? Đám đông cũng nhao nhao chế giễu và khinh bỉ anh. Tuy nhiên, đối với những lời lẽ này, Diệp Thu lại như không nghe thấy gì, anh vẫn thản nhiên đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Chương 430, ai vả mặt ai? Hai anh vệ sĩ vừa rồi cũng trông thấy lá thư mời mà Tô Dương lấy ra nên dĩ nhiên là không dám không nghe theo lời Tô Dương. Dù sao, nếu có thể trở thành khách mời riêng của Lý Nguyên Phổ. Chứng tỏ thân phận của Tô Dương chắc chắn không hề tầm thường. Lát nữa nếu anh ta mách lẻo với Lý Nguyên Phổ, vậy thì bát cơm của hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị ném mất. Vì thế, hai người không nhiều lời mà lập tức sắn tay áo lên, định đi tới đuổi Diệp Thu đi. Dừng lại ngay cho tôi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu bỗng đột nhiên vang lên từ trong sân biệt thự. Nghe thấy giọng nói này, đám người có mặt ngoài sân, bao gồm cả Tô Dương, đều sững sờ, sau đó bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn vào trong sân biệt thự. Không biết từ lúc nào, cửa biệt thự đã được mở ra một ông lão tóc bạc phơ mặc bộ tôn trung sơn màu đen đang đứng trước cửa biệt thự. Sau khi mọi người nhìn thấy ông lão này, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng. Vì người này chính là bậc thầy cược đá Lý Nguyên Phổ, tay thánh trọn vàng trong truyền thuyết. Bọn họ đứng trực ở đây lâu như thế cũng chính là vì muốn được gặp người này một lần. Ôi là trời, là thầy Lý kia. Không ngờ thầy Lý lại ra đây đấy, chắc là ông ấy nhận được tin cậu Tô đã đến nên mới ra ngoài để đón tiếp cậu Tô đúng chứ? đương nhiên rồi cậu tô là ai chứ nếu có thể trở thành khách mà thầy lý đích thân mời thì chứng tỏ thầy lý rất coi trọng cậu tô ra ngoài đón tiếp gì đó cũng là chuyện hết sức bình thường mà cậu tô thật sự quá khủng trong phút chốc tất cả mọi người đều ồn ào thảo luận bọn họ vẫn đều tưởng rằng thầy lý ra đây là để tiếp đón tô dương mà tô dương nghe được những lời tâm bốc này nụ cười đắc chí trên mặt càng thêm tươi roi rói anh ta quay sang nhìn diệp thu Nói bằng vẻ mặt trào phúng, diệp thu, đồ ăn hại, chẳng phải anh bảo thầy Lý nhờ người khác mời anh đến sao. Bây giờ thầy Lý ra rồi, để tôi xem anh còn định khoác lác trước mặt thầy Lý như thế nào, anh cứ đợi bị tôi vả cho xương mặt đê. Nói xong, Tô Dương chỉnh trang lại cổ áo bộ âu phục, vẻ mặt mang đầy ý cười bước lên tiếp đón Lý Nguyên Phổ, vừa đi, anh ta vừa nói với giọng điệu lấy lòng, thầy Lý, cuối cùng cũng gặp được thầy rồi, tôi nghe danh thầy đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt quả nhiên thầy vẫn phong độ người người cùng lúc này lý nguyên phổ cũng đi tới cổng ánh mắt hai người va vào nhau tất cả mọi người đều nghĩ rằng bọn họ sẽ bắt tay nhau thậm chí tô dương đã giơ tay phải lên rồi tuy nhiên lý nguyên phổ lại hoàn toàn không thèm liếc đến tô dương dù chỉ một lần ông vòng qua tô dương đi thẳng tới chỗ diệp thu đang đứng sau lưng tô dương thấy cảnh này mọi người đều ngỡ ngàng nụ cười trên mặt Tô Dương cũng trở nên cứng đờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Nguyên Phổ chạy bước nhỏ tới trước mặt Diệp Thu, ông ta nói bằng giọng điệu vô cùng phấn khích, cậu Diệp, tôi ngày mong đêm ngóng, cuối cùng cũng đợi được cậu tới rồi. Ông ta vừa nói ra câu này, tất cả đám người có mặt ở đây đều lập tức được mặt ra. Tô Dương thậm chí còn trợn tròn mắt, con người lồi ra trông như sắp rớt ra ngoài. Thế này là thế nào? Cậu Diệp, lẽ nào diệp thu thật sự là khách do lý nguyên phổ mời tới trong phút chốc bầu không khí yên lặng như tờ vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngác mà trong đầu tô dương bây giờ cũng đầy dấu hỏi chấm không phải chứ mình đã phải bỏ ra một cái giá rất cao mới lấy được thư mời riêng của lý nguyên phổ trong buổi đấu giá rõ ràng bên trên viết là hôm nay chỉ có một vị khách là mình có thể tới nhà lý nguyên phổ làm khách thôi cơ mà sao lại là diệp thu chứ chắc chắn là có vấn đề chuyện này chắc chắn là có sai sót ở đâu đấy rồi nghĩ đến đây tô dương vội vàng tiến lên nhìn lý nguyên phổ hỏi với vẻ mặt khó hiểu thầy lý chuyện này là thế nào tôi tưởng thầy đã nói là hôm nay chỉ mời một mình tôi tới thôi chứ cậu là ai lý nguyên phổ liếc mắt nhìn tô dương vẻ mặt thờ ơ hỏi nghe vậy mọi người đều sững sờ không ngờ ngay cả tô dương là ai mà thầy lý cũng không biết trong thoáng chốc bọn họ đều nhìn tô dương bằng ánh mắt kỳ lạ tôi tôi tô dương bị mọi người nhìn như thế mặt mũi anh ta đỏ bừng anh ta vội vàng lấy thư mời lúc trước ra đưa đến trước mặt lý nguyên phổ sắc mặt đỏ lượng nói thầy nhận ra lá thư mời này chứ tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để thắng được nó từ một nhà đấu giá ồ thì ra là thế à đúng là tôi đã ủy quyền cho một số nhà đấu giá bảo bọn họ bán đấu giá thư mời của tôi Ai trả giá cao thì có thể nhận được lời mời riêng của tôi." Lý Nguyên Phổ gật đầu và nói một cách bình tĩnh. "Nếu thế thì hôm nay tôi có thể tới nhà thầy làm khách đúng chứ?" Tô Dương vội vàng hỏi. "Ngại quá, dưới tình huống bình thường thì là như vậy, nhưng với một điều kiện là lúc đó phải vào lúc tôi rảnh rỗi đã. Hôm nay rất đáng tiếc, tôi đã có khách quý cần tiếp đãi rồi. Cậu Diệp đây chính là một vị khách rất quan trọng mà tôi nhờ người khác mời tới." vì thế mong cậu hãy quay về lý nguyên phổ lắc đầu nói bằng giọng bình thản nhưng mỗi câu ông ta nói ra đều như một cái tát vô hình và mạnh vào mặt tô dương và đám người có mặt ở đó mọi người cảm thấy mặt mình sắp bị vả sưng lên rồi phải biết là vừa rồi bọn họ chế nhạo diệp thu như thế nói diệp thu chỉ giỏi ba xạo nhưng điều bọn họ không ngờ tới là diệp thu lại thực sự là khách quý được lý nguyên phổ nhờ người khác mời tới Tất cả những gì Diệp Thu nói lúc trước đều là sự thật. Điều này khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui vào cho đỡ mất mặt. Sau đó, bọn họ lũ lượt quay đầu lại nhìn Tô Dương. Bởi vì người xấu hổ nhất lúc này tất nhiên phải kể đến Tô Dương. Nếu là một người bình thường, dưới tình huống này, chắc chắn người ta đã tiêu nghỉu bỏ về rồi. Bởi vì có ở lại cũng sẽ chỉ càng thêm xấu hổ và mất mặt thôi. Nhưng mà Tô Dương là ai chứ? Anh ta là cậu hai của nhà họ Tô ở Giang Bắc. Nếu hôm nay anh ta cứ đi như thế, vậy mới gọi là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Khách quý? Một kẻ ăn hại như Diệp Thu ấy hả? Anh ta cũng chỉ là đứa con rể đến ở rể của nhà họ Lâm thôi, sao có thể gọi là khách quý được chứ? Còn tôi lại là cậu hai của nhà họ Tô ở Giang Bắc đấy, chẳng lẽ tôi lại không bằng tên vô dụng chỉ biết bám váy vợ này chắc? Tô Dương lập tức nhìn Lý Nguyên Phổ, bất mãn hỏi. Tuy nhiên, Tô Dương không nói những lời này ra thì còn tốt. Vừa nói ra, nét mặt Lý Nguyên Phổ lập tức xa xầm, ông ta nói với giọng điệu lạnh lùng, chàng trai trẻ, mong cậu chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Cậu Diệp đây là khách quý của tôi, tôi không cho phép cậu nhục mạ cậu ấy, nếu còn tiếp tục, đừng trách tôi trở mặt với cậu, đừng nói là cậu hai nhà họ Tô ở Giang Bắc, cho dù gia chủ của nhà họ Tô ở Giang Bắc tới đây, tôi mà không muốn nể mặt thì cũng không nể nang gì đâu, hiểu chưa? Lý Nguyên Phổ vừa nói xong, vẻ mặt của Tô Dương cũng lập tức thay đổi. Bởi vì trước khi anh ta đến đây, bố anh ta, cũng chính là gia chủ nhà họ Tô, cũng đã đích thân dặn dò anh ta. Nếu gặp được Lý Nguyên Phổ thì phải thật lễ phép, không thể khoe mẽ, càng không thể dở thói đại thiếu gia. Audio điện tử võ tấn bền chương 431, cúi gặp người xin lỗi, cậu còn gì muốn nói nữa không? Lý Nguyên Phổ nhìn thẳng vào mắt Tô Dương, hỏi với vẻ mặt xa sầm Thật ra, nếu Tô Dương không nói những lời đó, có khi ông ta còn có thái độ tốt đẹp hơn với Tô Dương và sẽ bày tỏ sự ái náy. Dù sao Tô Dương cũng đã tốn nhiều tiền như thế mới lấy được thư mời của ông ta. Vậy mà bây giờ ông ta lại cho người ta leo cây. Đối với chuyện này, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy hổ thẹn nhưng tô dương lại sỉ nhục diệp thu như thế đây là điều ông ta không thể nhấn nhịn được diệp thu là ai chứ trong mắt ông ta diệp thu chính là thần là thần tượng của ông ta là thần thánh không thể bị khinh nhờn cho nên tất nhiên ông ta không thể chịu đựng được khi thấy diệp thu bị tô dương xúc phạm do đó dĩ nhiên ông ta sẽ không nể nang gì tô dương nữa rồi hết hết rồi tô dương lắc đầu song sắc mặt anh ta rất khó coi chuyện đến nước này anh ta còn dám nói gì nữa chứ nếu anh ta thật sự khiến lý nguyên phổ tức giận vậy thì đừng nói là anh ta cho dù là nhà họ tô cũng chẳng có trái ngọt mà húp đâu thế thì xin lỗi cậu diệp đi lý nguyên phổ trầm giọng nói tôi tô dương nghiến răng bảo anh ta xin lỗi một kẻ vô dụng phải tới nhà vợ ở rể và chỉ biết ăn bám vợ anh ta thật sự không muốn chút nào sao không muốn à có cần tôi gọi điện cho bố cậu không? Đến lúc đó, chuyện này sẽ không đơn giản như bây giờ đâu. Lý Nguyên Phổ nhìn chồng chọc Tô Dương, lạnh lùng nói. Nói rồi, ông ta định giơ tay lấy điện thoại ra. Thấy thế, Tô Dương sợ phát hoảng. Vì bản thân anh ta cũng hiểu rõ, một khi Lý Nguyên Phổ gọi cho bố mình. Vậy thì chắc chắn thứ đợi mình chỉ có trái đắng mà thôi. Đến khi đó, mình không chỉ phải xin lỗi Diệp Thu, có khi lúc về còn phải chịu một trận đòn roi nữa ấy chứ. Làm không tốt thì có khi mấy tháng cũng đừng mơ đến việc ra khỏi nhà. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương vội vàng xua tay, xin sỏ, đừng, 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 thầy Lý, có gì thì từ từ nói, tuyệt đối đừng gọi điện cho bố tôi, nếu không chắc chắn bố tôi sẽ lột một tầng da của tôi mất. Hừ, thế thì xin lỗi cậu Diệp đi, đến khi nào cậu Diệp chịu tha thứ cho cậu mới thôi, còn không thì hôm nay tôi nhất định phải gọi điện cho bố cậu, tôi muốn hỏi ông ta xem rốt cuộc ông ta đã giáo dục con trai mình kiểu gì lý nguyên phổ hầm hư trầm giọng nói tôi tô dương cắn răng cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lỗi tôi sẽ tôi sẽ xin lỗi nói xong anh ta hầm hực nhìn về phía diệp thu nghiến răng ken két rít từ trong kẽ răng ra ba chữ tôi xin lỗi cậu tô lời xin lỗi này của anh hình như không có thành ý cho lắm nhỉ diệp thu khẽ nhếch môi nói với vẻ mặt đầy bớn cợt Diệp Thu, anh đừng có quá quát. Tô Dương tức đến hai mắt trợn trừng, lớn tiếng quát. Tô Dương, cậu đừng có quá đáng. Lý Nguyên phổ trừng mắt lườm Tô Dương, trách móc không biết nên làm thế nào để xin lỗi sao. Gặp người 90 độ, hiểu chứ? Nếu cậu còn tiếp tục qua loa lấy lệ như thế nữa, đừng trách ông già tôi lật mặt, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Dương cũng lập tức thay đổi, sau đó anh ta cắn chặt răng, trong lòng bất mãn thầm nói, được được được. Hôm nay coi như tôi đen đuổi, Diệp Thu, anh cứ đợi đấy, từ hôm nay, tôi với anh không đội trời chung, anh cứ đợi sự trả thù từ tôi đi. Đến khi đó, tôi sẽ bắt anh phải trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục tôi phải chịu ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Tô Dương hít một hơi thật sâu, dằn xuống lửa giận trong lòng, cúi người thật thấp với Diệp Thu, nói anh Diệp, vừa rồi là tôi không đúng, mong anh lượng thứ. Lời này vừa thốt ra tất cả đám người đứng xung quanh hóng hớt cũng đều sướng sờ vì kinh ngạc nói thật trước lúc này dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng chuyện sẽ tiếp diễn đến tình huống này một kẻ thất bại lái con xe van sập sệ mặc đồ vỉa hè vậy mà lại là khách quý của thầy lý mà lúc này đến cả cậu hai nhà họ tô cũng phải gặp người xin lỗi cậu ta chuyện này thật sự quá khó tin nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ tin tất cả những chuyện này là sự thật. Tuy nhiên hiện tại, cảnh tượng này lại diễn ra một cách chân thực như thế trước mặt họ. Bọn họ xứng sở cũng là chuyện dễ hiểu. Vào giây phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không thốt nên lời. Thấy Tô Dương cúi gập người trước mặt mình. Khóe môi Diệp Thu cũng khẽ cong lên thành một nụ cười hóm hình. Anh biết lúc này trong lòng tên này đang nghĩ những gì. Đại loại là sau chuyện này sẽ trả thù vân vân. Đối với điều đó, Diệp Thu hoàn toàn không để trong lòng. Tốt nhất là Tô Dương đừng có làm như thế, nếu không, không chỉ rước họa về cho chính anh ta thôi đâu. Đến lúc đó, cả nhà họ Tô đều sẽ tai họa ngập đầu. Nhà họ Tiêu, một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc chính là ví dụ rõ nét nhất. Ban đầu, cậu chủ nhà họ Tiêu cũng khoác lác to mồm đòi giết chết Diệp Thu. Nhưng kết quả thì sao? Tiêu thần và cả bố của anh ta đều đi đời nhà ma. Nhà họ Tiêu còn rơi vào tay Diệp Thu nữa. Đến cả nhà họ Tiêu còn như thế. Chứ đừng nói là nhà họ Tô, vì thế, tốt nhất là Tô Dương đừng có làm mấy trò ngu xuẩn, nếu không thì tới lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ phải hối hận. Cậu Diệp, cậu đã hài lòng với lời xin lỗi của Tô Dương chưa? Nếu chưa hài lòng thì để cậu ta tiếp tục xin lỗi đến khi cậu hài lòng mới dừng lại. Lý Nguyên Phổ nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi: thái độ này so với lúc nói chuyện với Tô Dương cứ phải gọi là khác nhau một trời một vực. Điều này khiến đám người hóng hớt thấy mà há hốc mồm. Được rồi, vợ tôi chỉ cho tôi nghỉ nửa ngày thôi, xem đá xong tôi còn phải về nữa, đừng kéo dài thời gian ở đây nữa. Diệp Thu xua tay, thờ ơ nói. Sau đó, anh liếc mắt nhìn Tô Dương, vẻ mặt bớn cợt nói, còn về loại rác rưởi này, cứ vứt anh ta về nơi anh ta nên ở là được. Nghe vậy, Lý Nguyên Phổ lập tức hiểu ý của Diệp Thu, ông ta vội nhìn hai vệ sĩ, chỉ vào thùng rác màu xanh cách đó không xa, ra lệnh, hai người các anh còn đứng đờ ra đấy làm gì, ném cái thứ rác rưởi dám xúc phạm cậu Diệp vào thùng rác đằng kia cho tôi, hơn nữa, nhớ kỹ cho tôi, sau này biệt thự của tôi cấm cửa cậu ta vĩnh viễn, đã rõ chưa? Thấy Lý Nguyên Phổ nói thế, hai vệ sĩ đều không khỏi phát run, sợ đến độ cả người toát đầy mồ hôi. May mà vừa rồi bọn họ chưa kịp làm gì. Nếu bọn họ đuổi Diệp Thu đi thật thì hai người bọn họ sẽ thật sự xui xẻo rồi. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt bọn họ nhìn Tô Dương trở nên vô cùng bất thiện. Vì chính Tô Dương đã hại bọn họ Suýt thì sai phạm với vị khách quan trọng nhất của Lý Nguyên Phổ. Vì thế hai người bọn họ không nhiều lời nữa mà đi thẳng tới chỗ Tô Dương, nhấc anh ta lên, kéo về phía thùng rác màu xanh cách đó không xa. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi là cậu hai nhà họ Tô đấy sắc mặt Tô Dương lập tức thay đổi, anh ta liều mạng dãy ruộng. mươi 432, chỉ có thể là cậu ấy dưới trời hè oi ả này. Mùi trong thùng rác vốn đã rất nồng nặc. Tô Dương bị ném vào trong. Cảm nhận đó chỉ cần nghĩ cũng đủ để biết là cực kỳ chua sót. Chuyện này còn khó chịu hơn việc giết anh ta nhiều. Thật sự là sống không bằng chết. Mọi người nhìn thấy cảnh này, song không một ai dám lên giúp đỡ vì bọn họ đều biết rõ hậu quả nếu đắc tội với lý nguyên phổ chỉ cần đắc tội với ông ta thì về sau giang châu sẽ không còn chỗ cho bọn họ đứng nữa cho nên lúc này mọi người đều cúi đầu thật thấp ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ sợ mục tiêu trả thù tiếp theo của diệp thu sẽ là mình dù sao rất nhiều người trong số đám người có mặt ở đây cũng vừa mở miệng cười nhạo diệp thu lúc nãy tuy nhiên lần này bọn họ nghĩ nhiều rồi diệp thu thèm vào mà tính toán với bọn họ trong mắt diệp thu bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một đám kiến hôi mà thôi thậm chí đến cả kiến hôi cũng không bằng ấy chứ anh chả thèm tốn công tốn sức để so đo với đám người này như thế chỉ tổ lãng phí thời gian lãng phí cuộc sống thôi cậu diệp cậu hài lòng chưa lý nguyên phổ nhìn diệp thu cung kính hỏi ừ rác rưởi thì phải phân loại cẩn thận làm tốt lắm diệp thu hài lòng gật đầu thấy thế. Trong mắt Lý Nguyên Phổ cũng ánh lên niềm vui, sau đó ông ta lập tức nghiêng người sang, làm động tác mời, nhìn Diệp Thu nói, nếu thế thì, cậu Diệp, mời cậu vào nhà. Diệp Thu gật đầu, không nói gì mà đi thẳng vào biệt thự luôn. Lần này, không ai dám ngăn cản anh nữa. Anh thuận lợi đi vào trong biệt thự mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, bước đến phòng khách ở tầng 1. Diệp Thu nhận ra, lúc này trên ghế sofa trong phòng khách còn có vài người đang ngồi. Từ tuổi tác thì có vẻ họ đều ngoài 50 tuổi, có cả nam lẫn nữ. Trên mặt bọn họ đầy vẻ kiêu ngạo, có thể gọi là trong mắt không chứa một ai. Thậm chí lúc Diệp Thu đi vào, họ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Thu đến một cái, đang uống trà thì tiếp tục uống trà, đang nói chuyện thì vẫn tiếp tục nói chuyện, bọn họ hoàn toàn coi Diệp Thu như không khí. Thấy thế, Diệp Thu cũng cau mày và quay sang nhìn Lý Nguyên Phổ với ánh mắt nghi ngờ. Lý Nguyên Phổ lập tức hiểu ý của Diệp Thu ông ta xài bước tiến về phía trước, mỉm cười nói, cậu Diệp, đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới cược đá Trung Quốc. Nói rồi, ông ta giơ tay chỉ vào một ông già với bộ râu trắng đang ngồi ở góc ghế sofa và giới thiệu, đây là Mạc Hữu Càn, thầy Mạc, người ngoài đặt cho ông ấy biệt danh là Tu La Mắt Xanh, ông ấy từng chọn chúng liên tiếp và mở ra hai viên phỉ thúy băng trùng trong một đống đá bị đào thải, mắt nhìn của ông ấy rất tốt. Sau đó, Lý Nguyên phổ chỉ tay về phía bà lão bên cạnh Mạc Hữu Càn, tiếp tục giới thiệu, đây là Liễu Đồng Linh, cô Liễu, tuy kỹ thuật cược đá của bà ấy bình thường nhưng kỹ thuật cắt đá của bà ấy lại đứng hàng đầu trong nước, bà ấy có thể cắt ra viên phỉ thúy khá là hoàn hảo từ trong đá, hơn nữa, tổn hại tạo thành đối với phỉ thúy cũng có thể khống chế ở mức nhỏ nhất, phải nói là rất chuyên nghiệp. Nói đến đây, Lý Nguyên phổ lại chỉ vào hai ông già đang ngồi uống trà ở bên kia sofa, nói, hai vị này là thầy Triệu và thầy Hồng cũng là những cây đa cây đề trong giới cược đá, kinh nghiệm và kỹ năng cược đá của họ đều ở hạng nhất. Hôm nay tôi tập trung họ tới chính là vì muốn chúng ta cùng nhau nghiên cứu cẩn thận viên đá này, để xem rốt cuộc nên cắt tách nó như thế nào. Dù sao viên đá này cũng thật sự rất hiếm, kết cấu bên trong có lẽ cũng rất phức tạp, hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết về đá của tôi trước đây. Nếu chỉ dựa vào mình tôi, chắc chắn sẽ không xử lý được. Thế à? Diệp Thu như có điều suy ngẫm gật đầu anh vừa định hỏi về tình hình cụ thể của viên đá. Thì đúng lúc này, Mạc Hiếu Cản đang ngồi trong góc sofa liếc mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nhìn về phía Lý Nguyên Phổ, có chút khinh thường hỏi, "Lão Lý, đây là người mà ông bắt chúng tôi đợi cả nửa ngày sao?" Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ, cậu ta có thể có bản lĩnh gì chứ? Ông có chắc là ông đang không đùa với chúng tôi không đấy? "Đúng vậy, tôi còn tưởng là người ghê gớm lắm cơ." nếu biết trước là phải đợi một đứa nhóc trẻ tuổi sinh sau mình nhiều năm thế này chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đợi đâu liễu đồng linh cũng bĩu môi rất không vui nói còn thầy triệu và thầy hồng thì đều nhìn diệp thu bằng ánh mắt đầy khinh thường trước thái độ này của bọn họ vẻ mặt của lý nguyên phổ lập tức thay đổi ông ta toan lên tiếng giải thích xong diệp thu lại xua tay nhìn về phía mạc hữu cản và liễu đồng linh Nói với giọng bình thản, "Theo ý của hai người thì kỹ năng cược đá cao hay thấp được đánh giá qua tuổi tác lớn hay nhỏ đúng chứ?" "Hừ, đây là tiêu chuẩn tối thiểu, càng lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm, nếu không, tuổi còn trẻ măng, chả có cái quái kinh nghiệm gì hết thì có thể có kỹ thuật gì chứ?" "Bậc thầy cược đá đều phải dựa vào từng bài học này đến bài học khác, rồi tích lũy kinh nghiệm dần dần, hiểu không?" Mạc Hữu càn khịt mũi và nói một cách ngạo mạn. "Đúng vậy, cậu nhìn chúng tôi đi làm gì có ai ngồi đây chưa từng trải qua trăm trận chiến chịu không biết bao nhiêu là thiệt thòi mới có thể rút ra được bài học đâu cao thủ chân chính thì còn có ai là còn trẻ tuổi đâu chứ đấy là chuyện hoàn toàn không có khả năng liễu đồng linh cũng lạnh lùng nói lời này sai rồi diệp thu lắc đầu nhẹ nhàng nói theo tôi kỹ năng cược đá mạnh hay yếu phụ thuộc vào từng cá nhân tuyệt đối không liên quan gì đến tuổi tác cả lớn tuổi cũng không có nghĩa là giỏi mà nhỏ tuổi cũng không có nghĩa là kém. Vớ vẩn, Mạc Hữu Càn khinh bỉ nhìn Diệp Thu, cười diễu nói, vậy ý của cậu là, cậu giỏi hơn tất cả chúng tôi chắc. Đúng là khoác lác mà không biết ngượng mồm, chàng trai trẻ, lần đầu tiên ông già này chơi cược đá, lúc đó cậu còn chưa ra đời đâu. Sau đó, ông ta nhìn thẳng vào Lý Nguyên Phổ và đề nghị, tôi nói này lão Lý, chuyện hôm nay ông đừng tìm một kẻ ngoài nghề tới gây thêm phiền phức nữa được không, chỉ cần đám giả chúng tôi cũng đã có thể giải quyết rồi bảo thằng nhóc không biết gì này về đi đừng ở đó thêm cản trở nữa đúng đấy chuyện quan trọng thế này sao có thể để người không hiểu gì hết quấy dày chứ mau bảo cậu ta đi đi đừng có làm mọi người cụt hứng liễu đồng linh cũng nói theo đồng ý cả thầy triệu và thầy hồng đều gật đầu mọi người à mọi người đều hiểu lầm tôi rồi lý nguyên phổ lắc đầu cười khổ sau đó ông ta chỉ vào Diệp Thu đứng cạnh mình, nói, lần cắt đá hôm nay thật sự không thể thiếu cậu Diệp đây được, bắt buộc phải là cậu ấy, nếu không, chỉ dựa vào đám giả chúng ta thì thật sự không thể giải quyết được viên đá này đâu. Ngay sau lời này được thốt ra, những bậc thầy kia đều sướng sờ. Lão Lý, lời này của ông hình như hơi sai sai đấy, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thôi, có thể giúp được cái gì chứ? Cắt đá còn không thể thiếu cậu ta. Ông có chắc là mình đang không đùa không đấy? Chương 433, đá tím kỳ lạ, sao cơ? Lão Lý, ông bị ngớ ngẩn à? Mấy người chúng ta cộng lại còn không bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ này á? À? Thế thì chúng ta dứt khoát rửa tay gác kiếm luôn đi, sau này cũng đừng xưng là bậc thầy cược đá gì đó nữa." Mạc Hữu Cản rất bất mãn nói. "Đúng đấy, không nói là toàn thế giới, nhưng mà chỉ riêng cái đất Hoa Hạ này thôi, nói về kỹ thuật cược đá, có mấy người có thể so sánh với chúng ta chứ?" nếu ông nói thằng nhóc này có ít thiên phú thì tôi còn tin nhưng ông lại bảo cả mấy người chúng ta cộng lại cũng không bằng cậu ta thế thì có nói gì tôi cũng chẳng tin đâu liễu đồng linh cũng lập tức lắc đầu và nói với vẻ mặt không hề tin tưởng thầy triệu và thầy hồng ngồi ở một bên khác cũng tán đồng mà lắc đầu hiển nhiên bọn họ cũng đều không tin diệp thu có năng lực đó trước thái độ này của bọn họ lý nguyên phổ cũng phải nhíu mày ông ta hơi không vui nói các vị các vị cũng đều hiểu rõ tôi, Lý Nguyên Phổ này đâu phải là người thích nói đùa đâu đúng không? Nếu mọi người nghĩ tôi tìm cậu Diệp tới là đang làm trò thì bây giờ mọi người có thể đi được rồi, không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa đâu, nhưng cậu Diệp nhất định phải ở lại, ai đi thì đi chứ cậu Diệp tuyệt đối không thể đi. Nghe vậy, đám người mặc hiểu càn cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Bốn người bọn họ nhìn nhau. Nói thật, bọn họ cũng không muốn đi, vì bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc viên đá trong tay Lý Nguyên Phổ kia thần kỳ đến mức nào. Cho nên, thấy Lý Nguyên Phổ bày ra thái độ này, bọn họ nhất thời cũng không còn lớn lối như vừa rồi nữa. Mạc Hữu càn đảo con mắt, sau đó nhìn Lý Nguyên Phổ, cười làm lành hòa giải nói, lão Lý, xem ông nói gì kìa, chúng tôi đến cũng đến cả rồi, sao có thể không dưng bỏ về như thế chứ? Nếu ông cứ nhất quyết muốn giữ chàng trai trẻ này ở lại thì cứ để cậu ta ở lại đi, chỉ mong lát nữa cậu ta đừng gây thêm phiền toái cho chúng ta là được. Phải đấy, ở lại thì cứ ở lại thôi, để cậu ta mở mang kiến thức xem như thế nào mới gọi là bậc thầy cược đá chân chính, thế nào mới là kỹ thuật chân chính. Liễu Đồng Linh cũng cười lấy lòng nói. Hừ, Lý Nguyên phổ khịt mũi, sau đó nhìn về phía thầy Triệu và thầy Hồng, hỏi hai ông thì sao? Còn có ý kiến gì không? Chúng tôi tất nhiên cũng không có ý kiến gì rồi, mau mang đá lên đi, chúng tôi đã chờ gần hết cả một buổi sáng đến độ sắp mốc meo lên rồi đây này thầy triệu và thầy hồng lắc đầu sốt ruột nói đúng đấy mau mang viên đá ra đi tiện thể để bọn tôi mở mang tầm mắt luôn mạc hiếu càn và Liễu đồng linh cũng xoa nắm tay vẻ mặt mong chờ thúc giục như bọn họ bây giờ được gọi là làm nghề nào thì yêu nghề đấy bọn họ đã giao lưu với cược đá cả nửa đời niềm yêu thích và mức độ say mê đối với đá của bọn họ thậm chí còn lớn hơn cả mạng vì thế bây giờ bọn họ đều thật sự rất muốn nhìn thử xem, viên đá thần kỳ mà Lý Nguyên Phổ nói rốt cuộc thần kỳ đến mức nào. Mời mọi người đợi một chút. Lý Nguyên Phổ xua tay, sau đó nhìn Diệp Thu, nói với giọng cung kính, "Cậu Diệp, cậu cũng ngồi xuống uống trà trước đi, bây giờ tôi đi lấy viên đá ra." Nói xong, ông ta lập tức đi về hướng tầng 2 của biệt thự. Mà Diệp Thu cũng chẳng hề khách sáo, anh đi thẳng tới một góc của ghế sofa và ngồi xuống, tự rót trà cho mình thấy thế, trong ánh mắt của bốn người Mạc Hữu càn lóe qua sự khinh thường. Lý do bọn họ đồng ý để Diệp Thu ở lại cũng hoàn toàn là vì nể mặt Lý Nguyên Phổ. Dù sao ở đây cũng là nhà của Lý Nguyên Phổ, viên đá kia cũng là đá của Lý Nguyên Phổ. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đã chấp nhận Diệp Thu. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu vẫn chỉ là một thằng nít xanh trẻ tuổi không hiểu gì mà thôi. Suy nghĩ này khiến ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thu tràn đầy sự khinh thường. Tuy nhiên, đối với ánh mắt của bọn họ, Diệp Thu lại chọn làm lơ. Anh chẳng dỗi hơi đâu mà đi quan tâm đám người này. Hôm nay anh đến là để xem đá thôi. Lát nữa xem xong là đi. Còn về việc đám người được gọi là bậc thầy này có cái nhìn như thế nào về anh thì anh không quan tâm. Khoảng tầm 5 phút sau, tầng 2 truyền xuống tiếng bước chân nặng nề. Nghe thấy âm thanh này, người ngồi trong phòng khách đều quay đầu nhìn về phía cầu thang lọt vào mắt bọn họ là hình ảnh Lý Nguyên Phổ đang ôm một cái hòm gỗ màu nâu bước xuống cầu thang. Thấy thế, ánh mắt của bốn người mặc hữu càng trở nên vô cùng nóng bỏng. Nếu không ngoài dữ liệu, thứ cất trong chiếc hòm kia hẳn chính là viên đá thần kỳ đó. Điều này khiến bốn người càng thêm sốt ruột. Để mọi người chờ lâu rồi. Lý Nguyên Phổ ôm chiếc hòm đi tới phòng khách, đặt lên bàn trà trước mặt mọi người, mỉm cười nói. Không sao đâu lão Lý, mau mở hòm ra đi, Chúng tôi đều sốt ruột lắm rồi. Mạc Hiếu càn xua tay tỏ ý không sao, rục rã ông. Đúng đấy, thầy Lý à, mau mở hòm ra đi, tôi muốn xem xem rốt cuộc viên đá này thần kỳ đến mức nào. Liễu Đồng Linh cũng nói theo. Làm ngay đây. Lý Nguyên Phổ cười vui vẻ, sau đó ông đưa tay mở chiếc hòm ra. Trong thoáng chốc, mấy người bọn họ, bao gồm cả Diệp Thu, đều dướn đầu nhòm vào trong chiếc hòm. Chỉ thấy bên trong hòm đặt một viên đá to bằng quả bóng rổ. Viên đá này khác với những viên quặng đá phỉ thúy thường thấy, bên ngoài nó mang màu tím đậm, hơn nữa hình dạng còn là hình bầu dục nữa. Thậm chí ngay cả bề mặt của nó cũng trải đầy những đường hoa văn kỳ lạ, trông cứ như ngôn ngữ sao hỏa ấy. Theo lời của Lý Nguyên Phổ thì, đây là viên quặng đá phỉ thúy ông ta tốn một số tiền lớn để mua về. Cũng có nghĩa là bên trong viên đá này có xác suất rất lớn có thể cắt ra phỉ thúy thậm chí là phỉ thúy cấp cao. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Phải biết là, quặng đá phỉ thúy bình thường đều không trông như thế này. Thậm chí còn có khác biệt rất rõ rệt với viên đá này. Mà bề ngoài của viên đá này thật sự quá kỳ lạ. Người chơi cược đá bình thường, chắc chắn sẽ không dám tốn một khoản tiền lớn để mua một viên đá thế này về đâu. Vì loại đá này rất có thể chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn bên trong thì rỗng tuyết chả có gì cả. Như thế chắc chắn có thể khiến người ta lỗ sạch. Sau khi mấy người mạc hữu càng nhìn thấy rõ hình dạng của viên đá, ai nấy đều được mặt ra. Lão Lý, ông chắc chắn đây là một quảng đá phỉ thúy sao? Quảng đá phỉ thúy cấp cao đều có vỏ ngoài phiếm màu xanh lục cơ mà. Sao viên này của ông lại là màu tím đậm? Mạc hữu càng nhìn Lý Nguyên Phổ, hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Đúng đó, tôi cắt đá nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua quảng đá phỉ thúy màu tím đâu cái thứ này không phải là phế liệu chứ? liễu đồng linh cũng nhíu mày nói, cái gọi là phế liệu thật ra chính là cách gọi của những viên đá không cắt ra được phỉ thúy, hay còn gọi là đá vứt đi, không có gì khác biệt so với đá bình thường. đây mới là điểm kỳ lạ của nó. ban đầu tôi cũng tưởng đây là một viên đá phế liệu, không thể cắt ra phỉ thúy, nhưng lúc đêm tối, khi ánh trăng chiếu vào nó, nó lại có thể phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, nhạt, trông như dạ minh châu ấy lúc đó tôi đã nghĩ viên đá này tuyệt đối không hề tầm thường rất có thể nó là một viên đá cấp cao bên trong chắc chắn có hàng lý nguyên phổ nói bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn sau đó ông cũng cau mày lo lắng nói chẳng qua là loại đá cấp cao thường có kết cấu bên trong khá phức tạp nhất là loại đá hiếm có này kết cấu bên trong nó chắc chắn sẽ càng phức tạp hơn cho nên tôi mới chỉ hoãn mãi không cắt nó ra vì tôi sợ cắt hỏng mất thứ bên trong chương 434, tôi có thể làm hoàn hảo không tỉ vết. Dù sao, bất kể nói thế nào, xác suất Lý Nguyên Phổ nhìn nhầm cũng rất thấp. Có lẽ người bình thường sẽ nhìn nhầm, sẽ coi một viên đá rác thành bảo bối. Nhưng Lý Nguyên Phổ chắc chắn sẽ không. Ánh mắt của ông ấy đối với cược đá và phán đoán đối với quặng đá. Đây là điều mà cả bốn người bọn họ đều rất ngưỡng mộ. Vì thế, vào lúc này, Ánh mắt bốn người nhìn về phía viên đá màu tím đậm lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên. Vì như những gì Lý Nguyên Phổ nói, đây rất có thể là một quặng đá có phỉ thúy cấp cao bên trong. Mà vấn đề bây giờ là phải cắt thế nào để lấy phỉ thúy ra mà không làm tổn hại đến kết cấu của phỉ thúy ở bên trong. Đây mới là vấn đề khó. Giống như Lý Nguyên Phổ nói, loại đá cấp càng cao thì kết cấu bên trong sẽ càng phức tạp. Rất có thể chỉ vì một sơ suất nhỏ như cọng lông thôi cũng sẽ phá hủy viên ngọc phỉ thúy ở trong đá. Thế thì đúng là được không bù nổi mất. Cho nên trước khi quyết định được phương án ổn thỏa để cắt đá, không ai dám tùy ý làm bừa cả. Dù bọn họ đều là bậc thầy cược đá cũng phải thận trọng hết sức. Vì thế, trong chốc lát cả bốn người đều lâm vào trầm tư. Thấy thế, Lý Nguyên Phổ quay sang nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi, cậu Diệp Chẳng hay cậu có cái nhìn thế nào về viên đá này? Viên đá này quả thật đúng là một viên đá tốt. Diệp Thu gật đầu và đưa ra lời khen. Là một người có thể lấy được danh xưng thần trong cuộc thi cược đá thế giới. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy viên đá này anh đã nhận ra đây không phải là một viên đá tầm thường. Bên trong chắc chắn có ngọc, thậm chí Diệp Thu còn có thể nhìn ra được nhiều hơn Lý Nguyên Phổ. Anh có thể căn cứ vào hình dáng và hoa văn của viên đá và đưa ra suy đoán chuẩn xác về vị trí của viên phỉ thúy ở bên trong và cả hình dạng đại khái của nó. Năng lực này, tuy không đến mức gọi là nhìn xuyên thấu nhưng cũng gần gần như thế. Năm đó, Diệp Thu cũng dựa vào kỹ xảo này mới có thể đè đầu tất cả bậc thầy có tiếng trong cuộc thi cược đá thế giới. Lý Nguyên Phổ vừa nghe thấy Diệp Thu nói đây là viên đá tốt thì lập tức cũng kích động hẳn lên. Dù sao bất kể nói thế nào thì đây cũng là viên đá ông ta đã dùng rất nhiều tiền để mua về nếu thật sự có vấn đề gì thế thì ông ta sẽ lỗ đến cái nịt cũng không còn mất lúc này có thể nhận được một lời khẳng định từ diệp thu điều này khiến ông ta yên tâm hẳn sau đó ông ta nhìn diệp thu hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi vậy thì cậu diệp có thể cắt được nó không diệp thu cũng không suy nghĩ quá lâu anh lập tức gật đầu thản nhiên nói có thể hơn nữa tôi còn có thể lấy viên phỉ thủy bên trong ra một cách nguyên vẹn không bị hao tổn. Lời này vừa thốt ra. Mạc Hữu Càn, Liễu Đồng Linh, Thầy Triệu và cả Thầy Hồng. Bốn người này đều ngạc nhiên đến sững sờ. Nhất là Liễu Đồng Linh, ánh mắt bà ta nhìn Diệp Thu y hệt nhìn thằng thần kinh. Vì bà ta cảm thấy Diệp Thu thật sự quá ba hoa trích chòe. Đến một người cắt đá nhiều năm, có tay nghề cắt đá điêu luyện như bà ta cũng còn không dám đảm bảo có thể lấy được viên phỉ thúy bên trong ra một cách nguyên vẹn vậy mà diệp thu thậm chí còn chẳng thèm nghĩ ngợi đã nói là cậu ta có thể thế chẳng phải là đã ngu còn cố tỏ ra là mình hiểu biết à khoác lác cũng phải có mức độ thôi chứ đừng có chém gió nữa được không đến mái tôn cũng bị cậu thổi bay luôn rồi đấy chuyện mà ngay cả tôi còn không dám đảm bảo cậu lại có thể chắc đúng là buồn cười thật đấy Liễu Đồng Linh khinh bỉ nhìn Diệp Thu, nói với giọng điệu sặc mùi coi thường. Đúng đấy, cậu thanh niên, cậu có biết cô Liễu trước mặt cậu đây là ai không? Thành tích cắt đá của bà ấy là thứ mà tất cả đám giả chúng tôi ngồi đây đều không thể so sánh được. Độ nguyên vẹn của những viên ngọc phỉ thúy trong những viên đá mà bà ấy từng cắt luôn có thể duy trì ở mức trên 90%, thế mà bây giờ, đến cả bà ấy cũng không dám nắm chắc sẽ thành công 100%, thế mà cậu lại không buồn nghĩ ngợi đã gật đầu nói là có thể vậy chẳng phải là cậu đang ăn nói quá vớ vẩn hà mạc hiếu càn nói một cách rất khinh thường thanh niên thời đại này đúng là nực cười thật đấy năng lực thì chẳng có mà trình độ khoác lác thì không vừa đâu thầy triệu và thầy hồng cũng lắc đầu nhìn diệp thu với ánh mắt xíu cợt tôi không khoác lác tôi chỉ đang nói sự thật thôi diệp thu nhún vai sau đó nhìn lý nguyên phổ bình thản nói theo cách giải quyết của tôi vật bên trong khối đá này có thể được giữ lại nguyên vẹn sẽ không có bất kỳ hao tổn nào ha 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 tiếng cười châm biếm của mạc hữu càng đột nhiên vang lên trong phòng khách càng lúc càng chém gió quá mức tôi thật sự sắp không nghe nổi nữa rồi mạc hữu càng khinh thường nói sau đó ông ta nhìn lý nguyên phổ cười khinh khỉnh hỏi lão lý này đừng bảo là ông tin thật và còn định để cậu ta cắt viên đá này nhé chắc ông không ngu đến thế đâu nhỉ tôi tin tưởng cậu ấy lần cắt đá này tôi định nghe theo cậu diệp Lý Nguyên Phổ không hề trần chờ mà nói thẳng luôn. Ông ta vừa nói xong. Đám người mặc hiểu càng lập tức sững sờ. Bọn họ nhìn Lý Nguyên Phổ như nhìn kẻ bị thần kinh, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi quyết định của Lý Nguyên Phổ. Một quảng đá phỉ thúy quý giá nhường này. Lý Nguyên Phổ lại thực sự muốn giao nó cho một người trẻ tuổi cái gì cũng không hiểu và chỉ biết khoác lác. Thế này khác gì phung phí của rời hả? Sao cứ phải ném đồ tốt xuống hố xí như thế chứ? Dù có tiền thì cũng không thể phá hoại như thế chứ. Lão Lý, ông đừng quậy nữa, tuy tôi không biết ông và thằng nhóc này có quan hệ gì, những chuyện này, ông nhất định phải nghĩ lại cho kỹ vào, nếu lỡ bên trong thật sự có ngọc tốt mà lại bị thằng nhóc này cắt hỏng thì ông sẽ hối hận cả đời đấy. Mạc Hữu càn vội vàng thuyết phục. Đúng đó, thầy Lý à, ông giao viên đá cho tôi cắt cũng được mà, dù tôi không chắc chắn 100% nhưng ít nhất với kỹ thuật của tôi thì cũng sẽ không làm hỏng toàn bộ viên ngọc bên trong. Liễu Đồng Linh cũng lên tiếng thuyết phục. Thôi, chuyện này tôi đã quyết rồi, viên đá này sẽ do cậu Diệp tự tay cắt, chỉ mong đến lúc cậu Diệp cần phối hợp, mọi người sẽ hợp tác. Lý Nguyên Phổ xua tay và nói với một giọng điệu rất kiên định. Mạc Hiếu Càn và những người khác không biết đến khả năng điêu luyện của Diệp Thu. Nhưng ông ta lại hiểu rất rõ. Nếu ngay cả Diệp Thu cũng không thể cắt được viên đá này, thì e là trên đời này sẽ không có ai có thể cắt được hết đối với điểm này lý nguyên phổ vẫn rất chắc chắn tuy nhiên mạc hiếu càn và ba người khác lại hoàn toàn không thể hiểu được điều này nhưng bọn họ cũng không có cách nào cả viên đá này là của lý nguyên phổ ngay cả khi nó bị cắt hỏng thì người chịu thiệt hại cũng là lý nguyên phổ bây giờ thái độ của lý nguyên phổ kiên quyết như thế bọn họ không nói được gì chỉ có thể đâm mũi rùi về phía diệp thu này cậu nhóc cậu nên suy nghĩ kỹ càng đi khối phỉ thúy trong viên đá này rất có thể là có giá trị liên thành đấy nếu cậu cắt hỏng thì có bán cậu đi cũng không bồi thường nổi đâu ông già này khuyên cậu một câu tốt nhất là cậu đừng cứng đầu nữa mạc hữu càn nhìn diệp thu và nói một cách ngạo mạn đúng vậy làm người phải biết sức mình làm được đến đâu đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được đâu liễu đồng linh khinh thường nói có làm được hay không không thử thì làm sao biết được khóe miệng Diệp Thu nhếch lên tạo thành một độ cong tinh nghịch, sau đó, anh quay đầu nhìn Lý Nguyên Phổ, thản nhiên nói tôi cần một viên phấn trắng. Để tôi đi lấy. Lý Nguyên Phổ vội quay người đi lấy. Thấy thế, ánh mắt của bốn người mặc hữu càng nhìn Diệp Thu cũng đầy khinh thường và diễu cợt. chương 435, đường cắt khác thường. Lúc này, bốn người họ đã sẵn sàng để chờ xem trò cười của Diệp Thu. Ngay sau đó, lý nguyên phổ trở lại với một hộp phấn trắng ông ta đưa nó cho diệp thu diệp thu nhận lấy nó lấy ra một viên phấn sau đó anh đi tới phía trước viên đá màu tím dùng phấn trắng vẽ lên bề mặt của nó khoảng một phút sau diệp thu đặt viên phấn trong tay xuống sau đó nhìn lý nguyên phổ thản nhiên nói lấy máy cắt đến đây có thể bắt đầu cắt đá theo đường tôi vẽ ở bên trên nghe xong lý nguyên phổ và cả bốn bậc thầy mạc hữu càn đều nhìn vào viên đá vừa nhìn vào. Cả bốn người mặc hữu càn đột nhiên không nhịn được bật cười. Bởi vì những đường nét diệp thu vẽ trên đá bằng phấn thực sự rất lộn xộn. Có thể miêu tả như sau, đông một đường, tây một đường, trên một đường ngang và dưới một đường dọc. Nếu thực sự cắt đá theo đường vẽ này, cả viên đá sẽ bị cắt thành rất nhiều mảnh vụn. Như thế mà không làm hỏng khối phỉ thúy ở bên trong thì mới là lạ ấy. Chật chật chật, thành tích cược đá của cậu đúng là không hề bình thường chút nào nhỉ, cậu đang vẽ cái gì đây? Bùa đuổi quỷ hà? Này, rốt cuộc cậu có hiểu về cắt đá không đấy? Có ai làm như cậu sao? Nếu cắt theo đường mà cậu vẽ trên viên đá thì khối ngọc phỉ thúy bên trong cũng bị cắt thành đá vụn rồi còn gì? Tới lúc đó thì còn có giá gì nữa chứ? Mạc Hữu Càn lắc đầu, hỏi với giọng điệu đầy khinh bỉ có một số người rất thích giả vờ như là mình hiểu mặc dù mình chả hiểu gì cả những đường kẻ này thật sự quá nực cười rồi tôi cắt đá mấy chục năm mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy đường vẽ để cắt đá như thế này đâu thật đúng là khác người mà nói thật này tìm một đứa nhóc tiểu học cũng vẽ đẹp hơn cậu liễu đồng linh cũng cười nhạo nói còn thầy triệu và thầy hồng ngồi ở một phía khác thì càng không cần phải nói ánh mắt hai người họ nhìn diệp thu thậm chí còn như thể đang nhìn một thằng thần kinh Nói tóm lại, trong mắt bốn người họ, Diệp Thu lúc này chả khác nào một trò hề cả. Lại còn ngu dốt hết nấc nữa chứ. Tuy nhiên, Lý Nguyên Phổ lại không nghĩ như vậy. Trong lòng ông ta, Diệp Thu là một vị thần. Vì vậy, dù có thế nào, ông ta cũng sẽ chọn tin tưởng Diệp Thu. Tôi sẽ đi sắp xếp máy cắt. Lý Nguyên Phổ vội vàng gật đầu, chuẩn bị quay đi. Thấy vậy, Mạc Hữu Cản và ba người còn lại cũng ngơ cả người. Lão Lý, ông điên à? Đừng bảo là ông định cắt theo mấy cái đường vạch này thật đấy nhớ. Tôi dùng đầu mình để thề, nếu cắt theo mấy đường vẽ này thì chắc chắn khối phỉ thúy bên trong sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mạc Hữu càng gấp gáp bước tới ngăn cản Lý Nguyên Phổ và thuyết phục ông. Phải đó, tôi chuyên nghiệp hơn thằng nhóc này nhiều, sao ông không nghe tôi nói mà lại nghe lời thằng nhóc này chứ? Liễu Đồng Linh nhìn Lý Nguyên Phổ với vẻ mặt khó hiểu, hỏi có một số chuyện tôi không thể giải thích rõ với bà được nhưng bà sẽ sớm biết thôi đến lúc đó bà sẽ nhận ra sự nghi ngờ của mình đối với cậu diệp lúc này là buồn cười đến mức nào lý nguyên phổ nói rất chắc chắn sau đó ông cho người hầu khiêng máy cắt qua dù sao thì ông ta cũng là một bậc thầy cược đá máy cắt đá vốn là vật dụng cần được chuẩn bị sẵn trong nhà ông tuyệt đối không thể thiếu được đặt máy xuống xong cắm phích điện vào Diệp Thu đứng dậy ôm viên đá màu tím và ngồi xuống trước máy cắt. Thấy thế, Mạc Hữu càn thở dài, vẻ mặt tiếc hận nói ôi, một viên đá tốt sẽ bị phá hủy thế này sao, lão Lý chắc chắn ông sẽ hối hận. Đáng tiếc, thật sự tiếc quá đi mất, nếu khối phỉ thúy bên trong là loại cấp cao hoặc có chất lượng cực phẩm thì đúng là lỗ sạch sành xanh rồi còn gì. Liễu Đồng Linh lắc đầu nói với vẻ mặt đau lòng, ai bảo thầy Lý không nghe chúng ta chứ. Ông ta cứ thích nghe lời một thằng nhóc con chả hiểu cái quái gì hết, theo đường vẽ của thằng nhóc kia, nếu cậu ta có thể cắt ra được khối phỉ thúy nguyên vẹn không bị hao tổn gì ra khỏi viên đá đó thì tôi sẵn sàng ăn hết tất cả vụn đá mà cậu ta cắt ra luôn." Thầy Triệu liếc mắt nhìn Diệp Thu, khinh thường nói: "Ồ, thật sao ạ?" À? Khóe môi Diệp Thu khẽ nhếch lên, anh quay đầu nhìn về phía thầy Triệu. "Đúng vậy, cậu giỏi thì cứ cắt đi, tôi dám đảm bảo, cậu sẽ cắt hỏng hoàn toàn khối phỉ thúy bên trong cho xem." tất nhiên nếu cậu có thể cắt ra được khối phỉ thúy nguyên vẹn thì cậu có cắt ra bao nhiêu đá vụn tôi cũng sẽ ăn hết bấy nhiêu thầy triệu rất tự tin nói vậy thì chúc ông ăn ngon miệng khóe môi diệp thu khẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ sau đó anh cũng không phí thời gian nói nhảm nữa anh cúi đầu và bắt đầu cắt đối với đường cắt anh đã dùng phấn vẽ ra mấy nét từ trước rồi nên chỉ cần cắt theo đường vẽ là được cắt bằng máy không đòi hỏi quá nhiều sức lực nhát cắt đầu tiên. Diệp Thu chọn cắt từ giữa viên đá màu tím. Anh muốn chia viên đá ra làm đôi. Thấy thế, vẻ khinh thường trong mắt bốn người mặc hữu càng lập tức càng rõ ràng hơn. Quả nhiên là một thằng ngốc, chả hiểu cái gì cả. Làm gì có ai cắt đá mà đường cắt đầu tiên lại cắt từ giữa viên đá chứ? Lỡ ở giữa có phỉ thúy thì chẳng phải là sẽ cắt hỏng luôn phỉ thúy chỉ với nhát đầu tiên à? Trong trường hợp bình thường, Người ta đều bắt đầu thử cắt từ vùng rìa ngoài rồi thăm dò cắt dần vào trong, từ từ tìm vị trí của viên phỉ thúy. Nhưng Diệp Thu lại cắt thẳng từ giữa. Điều này khiến cả bốn người họ càng chắc chắn rằng Diệp Thu là một người mới. Nụ cười mỉa mai càng hiện rõ hơn trên gương mặt bọn họ. Két, theo tiếng dao cắt sắc bén vang lên, một dao hạ xuống. Cả viên đá được cắt làm đôi. Thấy thế, Bốn người Mạc Hữu Càn và cả Lý Nguyên Phổ đều vội vàng dướn đầu nhòm vào. Họ đều muốn xem xem ở giữa viên đá có phỉ thúy không. Tuy nhiên, lần này lại để họ phải thất vọng rồi. Sau khi viên đá bị cắt đôi, bên trong vẫn toàn là đá như cũ, đến một tia sáng xanh cũng không có. Điều này khiến bốn người Mạc Hữu Càn đều sướng sờ. Chẳng lẽ đây thật sự là một cục đá vứt đi chỉ có mỗi cái vẻ ngoài thôi? Không có ngọc phỉ thúy bên trong sao? tuy nhiên lý nguyên phổ lại không nghĩ vậy bởi vì viên đá này đã nhận được sự khẳng định từ diệp thu cho dù bản thân ông ta có nhìn nhầm thì ông ta cũng tin rằng diệp thu chắc chắn sẽ không vì vậy bây giờ chắc chắn vẫn chưa cắt đến vị trí của phỉ thúy do đó ông ta bình tĩnh trở lại và yên lặng chờ diệp thu tiếp tục cắt đá bốn người mặc hiếu cản cũng khoanh tay sẵn sàng tâm thế hóng hớt bọn họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bụng lời chế nhạo để đợi lát nữa chế giễu Diệp Thu dưới con mắt quan sát của mọi người Diệp Thu tiếp tục cắt đá đầu tiên anh nhặt một nửa viên đá lên đặt dưới máy cắt và bắt đầu cắt theo đường phấn trắng đã vẽ trước đó âm uhm, theo tiếng cắt vang lên một nửa viên đá vốn có kích thước bằng một nửa quả bóng rổ đã bị anh cắt thành kích thước chỉ bằng quả trứng gà nhưng bề mặt của nửa viên đá này vẫn không xuất hiện màu xanh lá cây nào nhìn từ bên ngoài nó vẫn chỉ là một viên đá bình thường nếu nói có gì thay đổi thì chỉ là từ to thành nhỏ mà thôi diệp thu ngừng cắt đặt nó sang một bên sau đó cầm nửa viên đá còn lại lên và tiếp tục cắt theo đường phấn trắng lại qua tầm vài phút nửa viên đá này cũng được anh cắt thành kích thước bằng quả trứng gà hơn nửa nửa này còn giống hệt nửa trước nữa chương 436, lấy nước ngâm một lát, ha ha ha. Lúc này, ánh mắt bốn người mặc hữu cằn nhìn Diệp Thu tràn đầy vẻ châm chọc như thể họ đang nhìn một kẻ mất trí. Nhóc con, cậu nghĩ bọn tôi đều già đến lầm cầm với hoa mắt rồi nên khá là dễ bị lừa hả? Đây rõ ràng là hai cục đá bỏ đi, phỉ thúy ở đâu ra chứ hả? Mạc Hữu cần nhìn Diệp Thu và hỏi một cách mỉa mai. Giả vờ cũng rất giống đấy, tuy cậu dùng máy cắt cắt lâu như thế, biến hai nửa đá to thành kích thước chỉ bằng quả trứng gà nhưng vẫn chỉ là hai cục đá bỏ đi thôi, đừng nói là chúng tôi, chỉ cần người có mắt thì đều có thể nhận ra được, vậy mà cậu lại dám nói đây là phỉ thúy hả? Nhóc con, cậu từng nhìn thấy phỉ thúy chưa đấy? Liễu Đồng Linh cũng mang vẻ mặt khinh thường hỏi. Định dùng hàng giả để qua mặt chúng tôi chắc? Bốn người chúng tôi đều là bậc thầy cược đá có tiếng trong ngành cậu cắt ra hai viên đá bỏ đi mà lại dám bảo với chúng tôi đây là phỉ thúy à, cậu có dám làm lố hơn nữa không? Dù cậu đem thứ này đi lừa thằng bé 3 tuổi thì còn chưa chắc nó đã tin cậu đâu. Thầy Triệu nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt khinh thường, lên giọng chế nhạo. Ôi rồi ôi, đúng là cười tức hết cả bụng, tôi sống đến nhường này tuổi đầu mà cũng chưa thấy ai mặt dày bằng cậu đâu đấy, lấy đá ra giả làm phỉ thúy, cậu còn dám chơi chẽn hơn không? Giới trẻ ngày nay đúng là giỏi thật đấy thầy hồng cười chào phúng nói bốn người họ đã nhịn lâu lắm rồi lúc này thấy diệp thu không chỉ không cắt ra được phỉ thúy ngược lại còn lất hai viên đá ra khăng khăng nói đây là phỉ thúy vậy tất nhiên họ sẽ không khách sáo nữa lý nguyên phổ cũng cau mày nhìn hai viên đá trước mặt diệp thu không cần phải hỏi cả hai viên đá này đều được cắt ra từ viên đá màu tím vừa rồi tuy nhiên dù là màu sắc hay hình dáng thì nó đều không giống phỉ thúy. Đây rõ ràng là hai cục đá bỏ đi. Nhưng tại sao Diệp Thu lại nói đây là hai khối phỉ thúy? Nếu như không biết thân phận của Diệp Thu, vậy thì chắc chắn phản ứng của Lý Nguyên Phổ vào lúc này cũng sẽ giống như bốn người mặc hữu càn. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ. Diệp Thu là thần cược đá được cả thế giới công nhận. Làm sao anh có thể cầm hai cục đá và khăng khăng rằng đó là phỉ thúy được chứ? Nghĩ đến đây, lý nguyên phổ cũng vội vàng nhìn về phía diệp thu nghi ngờ hỏi cậu diệp cậu chắc chắn đây là hai khối phỉ thúy sao chắc chắn hơn nữa giá trị của nó cũng không tầm thường đâu diệp thu gật đầu thản nhiên nói ha 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 giá trị không tầm thường cơ nhóc con đừng cố tấu hài nữa cậu có ném hai thứ đồng nát này xuống đất cũng chẳng có ai thèm nhặt ấy chứ có hiểu không hả đúng là biết tấu hài thật đấy mạc hữu cằn ngẩng đầu cười phá lên đầy mỉa mai đúng vậy thậm chí cái thứ rác rưởi này còn chẳng có giá bằng đá cuội dùng để lát đường ấy cậu còn dám nói giá trị của nó không tầm thường tôi thấy cậu đúng là điên rồi liễu đồng linh cười chế nhạo nói xem ra các vị không tin tôi lắm nhỉ diệp thu lắc đầu với vẻ mặt nghiền ngẫm cậu bảo chúng tôi tin cậu thế nào đây tôi vẫn giữ nguyên câu nói trước đó nếu thứ rác rưởi này có thể đáng tiền thì tôi sẽ ăn sạch đám đá thừa cậu cắt ra lúc nãy thầy triệu khinh thường nói ông chắc chứ khóe môi diệp thu khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái chắc chắn thầy triệu gật đầu với thái độ rất chắc chắn sau đó ông ta nhìn diệp thu cười khinh bỉ hỏi nhưng mà nếu thứ này chẳng đáng một đồng thì cậu sẽ làm gì ông cứ nói đi diệp thu bình đạm đáp nếu thứ này không đáng một đồng thì cậu phải quỳ trước mặt bốn người chúng tôi dập đầu nhận sai thừa nhận mình là một thằng mốc không hiểu gì cả thầy triệu diễu cợt nói ngay khi lời này vừa được thốt ra lý nguyên phổ lập tức thay đổi sắc mặt ông ta vội vàng ngăn cản nói cậu diệp không được đâu cậu tuyệt đối đừng chấp nhận vụ cá cược này lão lý ông có ý gì mạc hữu càn nhìn lý nguyên phổ bằng ánh mắt khinh bỉ cười nhạo nói cá cược vốn phải có cả hai bên ai thua thì phải trả giá nếu không sao có thể gọi là cá cược nữa chứ nói xong ông ta quay đầu nhìn diệp thu vẻ mặt khiêu khích hỏi nhóc con đừng bảo là cậu không dám cược đấy nhé Lý Nguyên phổ vội vàng nhìn Diệp Thu và lắc đầu. Hiển nhiên, dù là ông ta thì lúc này trong lòng cũng không chắc chắn. Bởi vì trong hai cục đá kia rõ ràng y hệt hai cục đá bỏ đi. Một khi Diệp Thu chấp nhận cá cược, anh sẽ thua là cái chắc. Là fan trung thành nhất của Diệp Thu, dù thế nào thì ông ta cũng không muốn thấy cảnh này xảy ra. Tuy nhiên, đối với lời khuyên can của Lý Nguyên Phổ, Diệp Thu lại như hoàn toàn không nghe thấy, anh gật đầu, bình thản nói, được, trận cá cược này, tôi chấp nhận. Ha ha ha, giỏi lắm, ông già này sẽ gọi cho đội định giá chuyên nghiệp nhất cả nước và yêu cầu họ định giá hai viên đá này ngay bây giờ, tôi muốn cậu thua tâm phục khẩu phục. Mạc Hiếu Càn đắc chí cười to, rồi định lấy điện thoại di động ra. Khoan đã, Diệp Thu xua tay, nghe vậy, Mạc Hiếu Càn sướng sờ trong giây lát, sau đó ông ta cười khẩy hỏi, sao, cậu sợ rồi à? Đừng nóng vội như thế, Người ta nói, người đẹp về lụa, lúa tốt về phân, dù là loại phỉ thúy tốt nhất cũng phải được tẩy rửa sạch sẽ và chăm chút lại mới có thể lộ ra giá trị thực sự của nó. Diệp Thu thản nhiên nói. Sau đó, anh quay sang nhìn Lý Nguyên Phổ, mang cho tôi một chậu nước sạch lại đây, tiện thể đổ thêm 100ml giấm trắng vào trong đó nữa. Hả? À, được. Mặc dù Lý Nguyên Phổ không biết Diệp Thu định làm gì, nhưng ông ta vẫn lập tức đi làm theo. Thấy thế, bốn người mặc hữu càn liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười khinh thường. theo bọn họ thấy, diệp thu bây giờ chỉ đang giả thần giả quỷ, cố gắng dẫy chết thôi. đá bỏ đi vẫn chỉ là đá bỏ đi thôi. chẳng lẽ nếu dùng nước sạch và giấm trắng rửa đi thì nó còn có thể biến thành phỉ thúy có giá trị liên thành chắc? đây rõ ràng là điều không có khả năng và quá là phi thực tế. sau đó, bọn họ cũng không vội vàng mà chỉ yên lặng quan sát. Họ muốn xem xem rốt cuộc Diệp Thu có thể chơi ra cái gì. Không bao lâu sau, Lý Nguyên Phổ đã bưng một chậu nước sạch đến, bên trong còn được hòa 100 ml giấm trắng như Diệp Thu đã dặn dò trước đó. Tiếp theo, đã đến lúc chứng kiến thời khắc của kỳ tích. Khóe môi Diệp Thu khẽ cong lên, sau đó anh nhặt hai cục đá đã cắt bỏ vào chậu nước. Trông thấy vậy, trong ánh mắt của Lý Nguyên Phổ cũng tràn đầy tò mò, ông ta hỏi, "Cậu Diệp, cậu đang làm gì thế?" chỉ cần ngâm một phút là được. Diệp Thu Bình đạm nói. Nghe thấy thế, sự khinh thường trong ánh mắt của bốn người mặc hữu càng nhìn về phía Diệp Thu lại càng thêm rõ ràng hơn. Họ đều cười chào phúng, chế diễu nói, ê, nhóc con, cậu tưởng ngâm hai cục đá bỏ đi này vào trong nước là nó có thể biến thành phỉ thúy chắc. chương 437, thành hình tự nhiên. Đối với những lời mỉa mai của bốn người kia, Diệp Thu lại như hoàn toàn không nghe thấy, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào hai cục đá trong chậu nước, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi những người khác. Một phút trôi qua trong nháy mắt. Này, nhóc con, hết giờ rồi, cục đá bỏ đi này của cậu vẫn không thay đổi chút nào, tôi thấy cậu cứ nhận thua luôn đi là vừa, đỡ cho lát nữa càng thêm mất mặt. Mạc Hiếu càng khinh bỉ nhìn Diệp Thu, cười khẩy nói. Tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc này rõ ràng chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi, đá bỏ đi chính là đá bỏ đi, sao có thể biến thành phỉ thúy được chứ hôm nay ông già này thắng chắc rồi há 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 thầy triệu ngẩng đầu cười lớn trong tiếng cười tràn ngập sự đắc chí ồ thật sao vậy thì chưa chắc đâu khóe môi diệp thu khẽ nhếch lên anh nói bằng giọng vui đùa chưa chắc thế cho tôi hỏi điều gì đã giúp cậu tự tin đến mức khiến cậu tới giờ vẫn cứng mồm như vậy thế cục đá có thay đổi sao chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra được đây vẫn là hai cục đá bỏ đi, cậu đừng kéo dài thời gian thêm nữa, mau dập đầu nhận sai đi. Thầy triệu chừng mắt nhìn Diệp Thu và nói với vẻ khinh thường. Đúng đấy, rõ ràng là đã thua rồi mà vẫn cứ thích nói nhảm không chấp mắt, có giỏi thì bây giờ cậu biến hai cục đá này thành phỉ thúy đi, như thế thì đừng nói là bảo chúng tôi ăn đá, cho dù có bắt chúng tôi quỳ trước mặt cậu kêu cậu bằng bố chúng tôi cũng đồng ý, nhưng cậu có thể làm được chắc. Đúng là nực cười mà." Thầy Hồng nói với vẻ khinh thường. "Ai bảo tôi không làm được?" Khóe môi Diệp Thu hơi nhếch lên thành một nụ cười dí dỏm. "Ngôn tình sủng. Ôi trời ạ, à, này, bảo cậu giỏi mà cậu còn tưởng thật đấy à. Nếu giỏi thật thì giờ cậu biến cho chúng tôi xem đi, nếu cậu có thể biến cục đá này thành phỉ thúy thì cả bốn người bọn tôi cũng sẵn sàng quỳ xuống gọi cậu là bố." Mạc Hiếu càn khinh bỉ nhìn Diệp Thu, nói với giọng đầy diễu cợt các vị chắc chứ? Diệp Thu hỏi với giọng điệu nghiền ngẫm. Chắc chắn, chỉ cần cậu có thể làm được, chúng tôi sẽ lập tức làm như những gì vừa nói. Bốn người họ gật đầu không chút do so dự. Bởi vì trong mắt bọn họ, đấy là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu đã thế thì các vị chuẩn bị nhận ba đi. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhách, sau đó anh rũi ngón trỏ gõ nhẹ lên hai hòn đá trong chậu nước. Giang rác, chỉ nghe thấy hai tiếng nước tách khẽ vang lên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trên bề mặt của hai cục đá đồng thời hiện ra những vết nứt nho nhỏ điều này khiến tất cả mọi người đều sững sờ ngay sau đó những vết nứt này bắt đầu lan rộng ra với tốc độ rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ bề mặt của cục đá trông như thể hai cục đá này sắp nứt vỡ ra ấy thấy thế nụ cười mỉa mai trên mặt mạc hữu càng lập tức càng rõ ràng hơn ha 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 nhóc con vừa rồi dù gì cậu cũng còn có hai cục đá, giờ hai cục đá này sắp nứt ra rồi, cậu đến đá cũng không có, vậy thì cậu còn định lấy cái gì để đánh cược với bọn tôi đây? Nhận thua đi, cậu thua chắc rồi, mau quỳ xuống dập đầu nhận thua đi, đừng hòng nuốt lời, nếu không, tôi có thể khiến cậu không sống nổi ở cái đất Giang Châu này nữa đâu đấy. Thầy Triệu cũng vô cùng phấn khích, sốt ruột nói. Ồ, ai bảo người thua cuộc chắc chắn phải là tôi khóe môi Diệp Thu nhếch lên thành một nụ cười bấn cợt. Mà sau khi anh dứt lời, các vết nứt trên bề mặt của hai cục đá trong nước cũng ngày càng lớn hơn. Sau đó, một tiếng rắc vang lên. Bề mặt của hai cục đá hoàn toàn bị nứt ra, giống như vỏ trứng bị nứt. Một lượng lớn các mảnh đá bắt đầu rơi xuống khỏi bề mặt của hai cục đá. Mọi người lúc này mới phát hiện, thứ nứt ra không phải là hai cục đá, mà chỉ là một lớp trên bề mặt của đá hay còn được gọi là vỏ đá. Chuyện này, hình như có thứ gì đó trong cục đá này. Lúc này, Lý Nguyên phổ chỉ vào hòn đá, trong giọng nói kèm theo sự ngạc nhiên. Vừa nghe vậy, biểu cảm của bốn người mặc hữu càn đều thay đổi, bọn họ vội vàng nhìn chằm chằm vào hai cục đá trong chậu nước. Dần dần, sau khi một lượng lớn vỏ đá bị chóc khỏi bề mặt, thứ ẩn chứa trong hai cục đá cuối cùng đã được lộ ra ngoài không ngờ đó lại là một màu đen và một màu trắng hai khối phỉ thúy mang hai màu sắc hoàn toàn khác biệt nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt của mạc hữu càn ngay lập tức tràn đầy sự kinh ngạc rõ ràng điều mà họ không ngờ tới là trong hai cục đá mà diệp thu cắt ra từ viên đá tím lại thật sự có ngọc cục đá ấy thực sự đã biến thành phỉ thúy hơn nữa điều đáng kinh ngạc nhất là hai khối phỉ thúy này vừa ra lò đã có sẵn hình dạng trông chúng giống như cá âm dương trong thái cực. Một đen một trắng, một âm một dương. Trông giống y hệt. Diệp Thu đưa tay cầm hai khối phỉ thúy ra khỏi chậu nước, đặt chúng lại cạnh nhau. Điều thần kỳ nhất đã xảy ra đúng lúc này. Hai khối phỉ thúy một đen một trắng có hình dạng như cá âm dương này vừa vặn có thể ôm lấy nhau, tạo thành hình thái cực. Phải biết rằng, đây không phải khối ngọc đã được điêu khắc thủ công, mà đây là cá âm dương được hình thành một cách tự nhiên, chưa nói đến chất lượng của hai khối phỉ thúy này thế nào chỉ riêng việc nó được hình thành một cách tự nhiên thôi cũng đã đủ để làm cho giá của hai khối phỉ thúy trắng đen này tăng vọt gấp trăm lần rồi hơn nữa điều quan trọng nhất là những người có mặt tại đây đều là những tay cược đá giả đời có phải ngọc tốt hay không bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay chất lượng của hai khối phỉ thúy này tuyệt đối có thể xếp vào hàng cấp cao Phỉ thúy đen và phỉ thúy trắng vốn là những loại hiếm có trong các loại phỉ thúy. Hơn nữa, màu sắc của chúng còn rất tinh khiết và không hề bị hư hại. Chỉ riêng giá trị của hai khối phỉ thúy này thôi cũng đã rất cao rồi. Lại thêm điểm cộng là hai khối phỉ thúy đen và trắng này còn được cắt ra từ cùng một khối quặng đá. Hơn nữa, còn mang hình dạng cá âm dương một cách tự nhiên, không qua gia công điêu khắc. Nếu phải dùng một thành ngữ bốn chữ để miêu tả đôi phỉ thúy trắng đen này thì e rằng chỉ có bốn chữ, giá trị liên thành, mới là thích hợp nhất. Trong phút chốc, hơi thở của những người còn lại đều trở nên rồn rập hơn hẳn. Đây quả là một báu vật hiếm có trên thế giới. Nếu nó được đưa ra đấu giá, vậy thì giá khởi điểm của nó ít nhất cũng phải từ hàng chục triệu, cuối cùng lấy cái đuôi là con số trăm triệu để kết thúc. Và với tư cách là chủ nhân của đôi cá âm dương tự nhiên này. Lần này, Lý Nguyên Phổ chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Khi mua nguyên quặng đá, ông ta đã bỏ ra 5 triệu. Vốn dĩ thấy diệp thu cắt lâu như thế mà chẳng thấy ra xanh, còn tưởng số tiền này phải vứt qua cửa sổ rồi cơ. Không ngờ bây giờ lại mở ra được một cặp cá âm dương tự nhiên. Điều này khiến ông ta kiếm được gấp chục lần chỉ trong nháy mắt. Có thể gọi là phát tài chỉ trong một đêm. Đồng thời, Lý Nguyên Phổ cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà ông ta đã tìm diệp thu tới. Nếu không nếu ông ta đổi thành người khác cắt đá cho dù cuối cùng có thể cắt ra được cặp cá âm dương nhưng nó chắc chắn sẽ không được nguyên vẹn như diệp thu cắt ra vì nếu cắt theo phương pháp cắt đá thông thường chắc chắn sẽ làm hư hại đến cặp cá âm dương tự nhiên này đến khi đó nếu đứt một cái đuôi cá hay là hỏng mất nửa cái đầu cá thì sẽ khiến cá âm dương không thể ôm lấy nhau một cách hoàn mỹ không thể tạo thành hình thái cực khi đó giá trị của cặp cá âm dương này chắc chắn sẽ giảm mạnh cũng chính vì bây giờ cặp cá âm dương này được lấy ra hoàn chỉnh 100% nên mới có thể khiến giá của nó cao đến mức khiến người ta phải liếu lưỡi. Điều này khiến Lý Nguyên Phổ càng thêm khâm phục Diệp Thu. chương 438, quỳ xuống gọi ba ba lúc này. Tất nhiên trong lòng Lý Nguyên Phổ tràn ngập cảm xúc sung sướng và kích động. Mà thế giới này vốn chính là như thế. Có người vui, tất có kẻ sầu lo. Nhưng tâm trạng của bốn người mặc hữu càng thì lại không tốt đẹp như thế phải biết là bọn họ đã đánh cược với Diệp Thu, cũng có nghĩa là phỉ thúy mà Diệp Thu mở ra càng có giá trị, càng hoàn chỉnh. Đối với bọn họ lại cũng chính là cái tát càng vang dội. Lúc này, mặt họ sắp bị vả sưng lên rồi, đặc biệt là những lời họ chế nhạo Diệp Thu vừa rồi. Giờ phút này, tất cả đều hóa thành những cái tát vô hình, hết cái này đến cái khác tát lên mặt họ. Bởi vì dù là giá trị hay mức độ hoàn chỉnh của cặp cá âm dương này thì đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Chuyện này, sao có thể chứ, vậy mà lại có thể mở ra cá âm dương, bàn tay này đã được Phật tổ phù hộ sao? Mạc Hiếu càn nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt không dám tin nói. Đúng vậy, hơn nữa kỹ thuật cắt đá của cậu ta thật sự quá kỳ dị, như thể cậu ta đã dự đoán trước được là bên trong đá có một cặp cá âm dương tự nhiên vậy, từ khi bắt đầu vẽ phát nét cho đến lúc tách viên đá ra làm hai nửa, rồi dần dần cắt gọt, cuối cùng còn dùng nước sạch hòa với giấm trắng để ngâm, tất cả đều thành công, chẳng lẽ cậu ta có thể nhìn xuyên thấu sao? Liễu Đồng Linh cũng mang vẻ mặt khó tin nói. Bởi vì ở khía cạnh cắt đá, bà ta cũng được xếp vào hàng ngũ bậc thầy. Nếu đưa quảng đá này cho bà ta cắt, có lẽ cuối cùng bà ta cũng vẫn có thể lấy được cặp cá âm dương này ra. Nhưng chắc chắn nó sẽ không thể nào hoàn chỉnh như Diệp Thu cắt ra, chắc chắn vẫn sẽ tạo thành hư hại nhất định cho cặp cá âm dương. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Trừ phi có thể có một đôi mắt nhìn xuyên thấu, biết trước được vị trí của cặp cá âm dương này. Nếu không, cho dù đổi thành bậc thầy có kỹ thuật cắt đá cao siêu hơn nữa thì cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, dò dẫm từng bước một để cắt viên đá này thôi. Nhưng nếu làm như thế, hư hại gây ra cho cặp đá âm dương là điều không thể tránh khỏi. Cho nên hiện tại, diệp thu có thể lấy ra cặp đá âm dương tự nhiên hoàn chỉnh đến mức độ này từ trong viên đá điều này khiến liễu đồng linh cảm thấy rất khó tin thậm chí bà ta còn cho rằng diệp thu có một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu ảo giác đây chắc chắn là ảo giác sao có thể như thế được chuyện này quá phản khoa học thầy triệu và thầy hồng cũng lẩm bẩm với vẻ mặt không dám tin hai người họ hoàn toàn không dám tin tất cả những chuyện này lại là sự thật Bọn họ vội vàng trước mắt và nhìn lại lần nữa. Nhưng cặp cá âm dương tự nhiên đó vẫn nằm yên trên bàn. Điều này khiến cho sắc mặt của hai người bọn họ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thực ra không phải chỉ có hai người họ. Vẻ mặt của Mạc Hữu Càn và Liễu Đồng Linh lúc này cũng không dễ nhìn hơn là bao. Vì Diệp Thu đã thành công mở ra cặp cá âm dương có giá trên trời này, hơn nữa còn giữ nguyên được hình dạng của nó. Điều này cũng có nghĩa là trong trận cá cược này, cả bốn người họ đều thua, hơn nữa còn thua thảm hại. Vậy thì thứ tiếp theo chờ đợi bọn họ sẽ là hình phạt phải quỳ xuống gọi Diệp Thu là ba. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt bốn người còn khó coi hơn cả nuốt phải ruồi bỏ, bọn họ chỉ ước có thể quay ngược thời gian để rút lại câu nói đó. Mà đúng lúc này, Diệp Thu quay sang nhìn về phía bốn người bọn họ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, anh thản nhiên nói, bây giờ các vị còn gì muốn nói nữa không? Nếu không có thì chúng ta thực hiện cá cực đi. Đương nhiên, nếu các vị cảm thấy cặp cá âm dương mà tôi cắt ra đây không đáng tiền thì có thể tìm một cơ quan thẩm định đặc biệt đến thẩm định. Tôi trước giờ vẫn luôn là người hiểu lý lẽ. Nghe những gì Diệp Thu nói, trên mặt bốn người mạc hữu càng đều lộ ra biểu cảm đáng chát. Thẩm định? Cái này còn cần thẩm định sao? Bọn họ đều là người trong nghề, liếc một cái là có thể biết được đại khái giá tiền. Cặp cá âm dương tự nhiên này chỉ cần đặt trong buổi đấu giá thì chắc chắn sẽ có thể bán được giá cao. Vì thế việc bọn họ thua đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Trong phút chốc, cả bốn người đều nhìn về phía Lý Nguyên Phổ, muốn Lý Nguyên Phổ nói giúp mình. Dù sao chuyện này cũng vì Lý Nguyên Phổ mà ra. Hơn nữa, có vẻ quan hệ giữa Lý Nguyên Phổ và Diệp Thu khá là tốt. Nếu Lý Nguyên Phổ đứng ra nói giúp bọn họ, có lẽ án này có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, Đối với ánh mắt xin giúp đỡ của bốn người bọn họ. Lý Nguyên Phổ lại coi như không thấy. Lúc đầu ông đã nhắc cả bốn người bọn họ rồi, nhưng mà bọn họ vẫn ỷ vào tuổi tác đã cao và thâm niên vào nghề dài của mình để mà cố tình giễu cợt Diệp Thu, còn đòi cá cược bằng được với Diệp Thu nữa. Bây giờ tự bê đá đập chân mình, cũng chỉ có thể coi như bọn họ đáng đời thôi. Giữa bốn người Mạc Hữu Càn và Diệp Thu, Lý Nguyên Phổ đương nhiên chọn đứng về phía Diệp Thu. Bởi vì Diệp Thu là thần trong lòng ông ta, cũng là thần tượng của ông ta. Các vị, mọi người đều là tiền bối lão thành trong giới cược đá, bắt hẳn các vị đều hiểu rõ, nếu đã cược thì phải chấp nhận cái giá mình đưa ra, thua thì phải nhận, mong các vị thực hiện điều mình đã cược. Lý Nguyên Phổ nhìn bốn người họ và nghiêm mặt nói. Nghe vậy, biểu cảm của bốn người mặc hữu càn đều thay đổi. Hiển nhiên, bây giờ ngay cả hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng đã bị dập tắt. Lão Lý, chúng ta có quan hệ lâu năm như vậy sao ông nỡ tuyệt tình với bọn tôi như thế chúng tôi cũng đã một bó tuổi rồi quỳ với một tiểu bối nếu truyền ra ngoài chúng tôi còn mặt mũi đâu mà ở trong cái giới này nữa mạc hữu càn nói với vẻ mặt khó coi phải đấy mất mặt lắm đó chúng tôi dù gì cũng đều là người có tiếng tăm giữ lại mặt mũi cho chúng tôi chút thôi đi mà thầy lý thầy nói giúp chúng tôi với ba người khác cũng nhao nhao lên tiếng Bây giờ đã biết xấu hổ rồi à? Sao lúc đầu lại cứ phải làm thế chứ? Tôi vẫn chỉ muốn nói thế thôi, nếu đã có gan cược thì phải có gan chấp nhận cái giá khi thua cuộc. Lý Nguyên Phổ nhìn bốn người bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, cười khẩy nói, hơn nữa, các vị cũng đã nói rồi, bản thân ngụp lặn trong giới cược đá, cái vòng tròn này của chúng ta quan trọng nhất là chữ tín, nếu hôm nay các vị thua rồi mà còn nuốt lời, chuyện này truyền ra ngoài, các vị còn có thể ở lại cái giới này nữa sao? đúng chứ nghe lý nguyên phổ nói biểu cảm của bốn người họ đều thay đổi thực ra quả thực có hơi mất mặt khi phải quỳ xuống gọi một hậu bối trẻ tuổi như diệp thu là ba ba nhưng nếu hôm nay bọn họ nuốt lời một khi bị truyền ra ngoài vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là chuyện mất mặt nữa đâu thậm chí đến cả bát cơm bọn họ cũng mất luôn ấy chứ vừa nghĩ đến đây bốn người nhìn nhau nghiến răng nghiến lợi vì công việc bọn họ chỉ có thể hy sinh. Phịch, Mạc Hữu Càn là người đầu tiên quỳ gối với Diệp Thu. Ba người còn lại nhìn thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống. Ba ba, bốn người bọn họ cắn răng, gần như hét lên cùng một lúc. Và sau khi bọn họ hét lên hai chữ này, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng, bọn họ chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ để chui vào ngay thôi. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt. Xét về tuổi tác, Diệp Thu chỉ bằng tuổi cháu của bọn họ chương 439, răng cũng bay luôn, gọi cũng rất chỉnh tề đấy. Diệp Thu nở nụ cười hóm hình, sau đó anh liếc mắt nhìn về phía đống đá cắt thừa ở trước máy cắt, rồi lại nhìn bốn người mặc hữu càn, cười khẩy hỏi, à đúng rồi, vừa nãy là ai nói sẽ ăn hết đống đá thừa này nhỉ? Có thể bắt đầu ăn cơm rồi. Vừa nghe đến đây, thầy Triệu lập tức thay đổi sắc mặt. Vì vừa nãy ông ta đã nói rất nhiều lần rằng, nếu Diệp Thu có thể cắt ra dược phỉ thúy nguyên vẹn, ông ta sẽ ăn hết chỗ đá thừa này, hơn nữa còn không bỏ sót dù chỉ là một mẩu vụn. Bây giờ thật sự đến lúc phải thực hiện. Điều này khiến ông ta có cảm giác sụp đổ. Đây là đá đấy, tuy đã được cắt ra rồi. Nhưng với bộ răng già của ông ta, dù có mệt chết thì ông ta cũng không thể cắn cho nó si nhê được đâu. Vừa nghĩ đến đây, thầy Triệu cũng sắp khóc ra tiếng mán rồi. Ông ta nhìn Diệp Thu, nói với vẻ mặt nhăn nhó, cậu, cậu Diệp, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi đi, dù cậu có giết tôi thì với bộ răng này của tôi tôi cũng không ăn nổi đâu nhưng ban nãy ông đâu có nói thế này đâu diệp thu nhếch môi hỏi với nét mặt đầy suy ngẫm tôi tôi lúc đó nhất thời nhanh mồm nhanh miệng đều tại cái miệng ăn mắm ăn muối này thầy triệu nói rồi cũng lấy tay tự vào miệng mình đủ rồi nể mặt ông và lý nguyên phổ có quen biết nhau tôi cũng không làm khó ông diệp thu xua tay nghe vậy trong mắt thầy triệu ánh lên niềm vui vẻ tuy nhiên ông ta còn chưa kịp thể hiện ra trên mặt lại thấy diệp thu duỗi tay cầm một phiến đá tương đối mỏng trên bàn lên đưa đến trước mặt thầy triệu thản nhiên nói cắn vỡ phiến đá vỡ này chuyện này xem như cho qua sao nào tôi đã đủ rộng lượng chưa tôi thầy triệu suýt thì khóc ra thành tiếng sao vậy ông không muốn à thế thì bỏ đi cứ để lát nữa lý nguyên phổ công bố chuyện ngày hôm nay ra ngoài cho giới cược đá biết đến khi đó miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng bốn người các vị cùng quỳ xuống gọi ba ba, tôi tin là sẽ có rất nhiều người muốn nghe đấy. Diệp Thu khẽ cong khóe môi lên, cười khẩy nói. Nghe thấy thế, không chỉ mình thầy triệu biến sắc mặt, mà nét mặt của ba người mặc hữu càn ngồi bên cạnh cũng khó coi cực độ. Lúc đó bọn họ dám quỳ xuống nhận thua gọi ba ba là vì bọn họ nghĩ hôm nay cũng không có người ngoài, quỳ cũng được mà gọi ba ba cũng được. Dù sao cũng sẽ không bị truyền ra ngoài nhưng bây giờ như bọn họ nghe được thì ý của diệp thu là nếu thầy triệu không ăn đá thì chuyện hôm nay sẽ bị phát tán ra bên ngoài điều này khiến ba người lập tức hoảng loạn bọn họ vội vàng nhìn thầy triệu cùng nhau lên tiếng khuyên nhủ thầy triệu vì danh dự của chúng ta thầy mau ăn đi nếu không lỡ như bị truyền ra ngoài cái mặt già của chúng ta thật sự sẽ mất sạch đấy đúng đó thầy triệu khổ cho thầy rồi thầy mau ăn đi thầy triệu mặt mũi của chúng ta có thể giữ được hay không đều là nhờ thầy đấy, thầy nhất định phải ăn. Nghe ba người ồn ào nói chuyện, sắc mặt của thầy triệu khó coi hơn cả nuốt phải ruồi bỏ. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng, nhận lấy phiến đã vỡ từ tay Diệp Thu, cho vào mồm, sau đó cắn mạnh xuống. Rắc, âm thanh giòn tan vang lên. Tuy phiến đá vỡ bị cắn nát, vì dù sao đây cũng chỉ là một lớp đá mỏng thôi. Nhưng hai cái răng cửa của thầy triệu cũng bay theo luôn, máu tươi lênh láng. Á, à, thầy triệu ôm lấy miệng mình, lăn lộn trên đất, kêu gào liên tục. Mau, mau đưa ông ấy tới bệnh viện. Ba người mặc hữu cản vội vàng đứng dậy, nâng thầy triệu từ dưới đất lên, còn không dám chào tạm biệt đã quay người chạy ra khỏi biệt thự. Tốc độ chạy trốn kia còn nhanh hơn cả thỏ. Thấy thế, Diệp Thu cũng không tiến lên ngăn cản. Dù sao bốn người bọn họ cũng đã nhận được bài học xứng đáng, giữ người lại nữa cũng không cần thiết. Đợi sau khi bóng dáng của bốn người biến mất khỏi biệt thự, Lý Nguyên phổ vội vàng đi tới trước mặt Diệp Thu, cúi người thật thấp với Diệp Thu, nói với vẻ mặt vô cùng áy náy, "Cậu Diệp, thật sự xin lỗi, tôi vốn muốn 14 người bọn họ đến để giúp cậu, không ngờ lại sinh ra chuyện như thế này, mong cậu đừng tức giận." Diệp Thu mỉm cười xua tay, sau đó anh chỉ vào cặp cá âm dương tự nhiên ở trên bàn cười và nói, chúc mừng ông nhé, lần này kiếm bội rồi, đến cả cá âm dương tự nhiên như thế này mà ông cũng có thể gặp được, đúng là đỏ thật đấy. Chuyện này vẫn là nhờ có cậu Diệp ra tay giúp đỡ, nếu không có kỹ thuật cắt đá cao siêu của cậu Diệp, thì dù có là bảo bối tốt hơn nữa, tôi cũng không có phúc hưởng rồi. Lý Nguyên Phổ vội vàng nịnh bợ. Được rồi, đá tôi cũng xem rồi, mong muốn cũng đã đạt được, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây diệp thu xua tay sau đó chuẩn bị rời đi dù sao hôm nay anh đến cũng là vì muốn nhìn xem viên đá thần kỳ mà lý nguyên phổ nói rốt cuộc là cái gì mà thôi bây giờ xem cũng đã xem rồi còn được tự tay cắt đá ra nữa cũng xem như đã thỏa ước mong cho nên dĩ nhiên cũng không cần thiết phải ở lại nữa tuy nhiên lý nguyên phổ thấy diệp thu định đi nhất thời cũng sốt ruột ông ta nhanh chóng suy nghĩ rồi vội vàng cất lời cậu diệp cậu khoan đi đá sao còn chuyện gì nữa à diệp thu quay lại nhìn lý nguyên phổ thắc mắc nói lúc đó tôi đã nói rồi nếu mở ra được cái gì vừa mắt cậu thì sẽ tặng cậu thế nên tôi quyết định tặng cặp cá âm dương tự nhiên này cho cậu lý nguyên phổ vội vàng cầm cặp cá âm dương trên bàn lên cung kính đưa đến trước mặt diệp thu thấy thế diệp thu cũng sửng sốt anh cười rồi nói quân tử không dành thứ người khác yêu thích thứ trị giá mấy trăm triệu này ông cũng nỡ tặng cho người khác à. Thế thì phải xem là tặng cho ai, tặng cho người khác, tôi tất nhiên không nỡ, nhưng nếu tặng cho cậu Diệp, tôi vô cùng sẵn lòng, vì chỉ có thứ tốt như thế này mới xứng với cậu Diệp thôi." Lý Nguyên Phổ nghiêm túc nói. "Thứ này tôi không thể lấy được." Diệp Thu lắc đầu. "Tại sao?" Lý Nguyên Phổ hỏi với vẻ khó hiểu. "Không thích hợp, quặng đá là của ông, tôi chỉ phụ trách cắt đá thôi, làm xong sao đổ lại là của tôi được?" Chuyện này cũng không phù hợp với quy củ, nếu tôi cầm thì trong lòng sẽ thấy không an tâm." Diệp Thu xua tay, mỉm cười nói: "Không, không, không, cậu Diệp, tôi thấy rất phù hợp mà, nếu cậu không nhận món đồ này, trong lòng tôi mới không an tâm." Lý Nguyên Phổ vội vàng nói: "Ông?" Diệp Thu nhíu mày. "Cậu Diệp, nếu cậu thật sự thấy nhận hết không thích hợp thì mỗi người một nửa được không?" Lý Nguyên Phổ suy tư rồi đề nghị. Chương 440 rơi máu chạy mất rồi nghe lý nguyên phổ nói xong diệp thu vừa muốn từ chối nhưng đúng lúc này lý nguyên phổ lại nói tiếp cậu diệp mong cậu đừng từ chối tấm lòng thành của tôi nếu không đêm nay tôi thật sự không ngủ được mất thế thế cũng được ông thu xếp đi diệp thu cũng không còn cách nào khác chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tốt 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 cậu diệp cậu đừng lo chuyện này tôi sẽ lập tức đi nhờ người thu xếp đây Thấy Diệp Thu đồng ý, trong phút chốc Lý Nguyên Phổ vô cùng phấn khích. Tuy đến lúc đó ít nhất cũng phải chia chác vài trăm triệu với Diệp Thu. Nhưng trong mắt Lý Nguyên Phổ, nếu có thể bỏ ra vài trăm triệu để kéo gần quan hệ hơn với thần cược đá Diệp Thu, thì khoản buôn bán này rất có lời. Phải biết là trong giới cược đá tầm cỡ thế giới, không biết có bao nhiêu người muốn trả giá cao để được gặp thần cược đá này một lần mà cũng vẫn chưa gặp được đâu nhưng ông ta lại có thể ngày càng kéo gần quan hệ hơn với Diệp Thu. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Phổ cảm thấy sung sướng vô cùng. Sau mấy lần Lý Nguyên Phổ liên tục kỳ kèo giữ anh lại, Diệp Thu lại ở lại chỗ Lý Nguyên Phổ uống trà một lúc. Sau đó anh chào tạm biệt và rời đi. Dù sao Lâm Thanh Nhã cũng chỉ cho phép anh nghỉ nửa ngày thôi. Bây giờ đã sắp đến trưa rồi. Anh phải mau chóng quay về công ty mới được. Ra khỏi cửa, Diệp Thu đi đến bên đường, định giơ tay chặn một chiếc taxi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh còn tưởng là Lâm Thanh Nhã gọi điện đến để rục anh về công ty làm việc. Diệp Thu không dám trần chờ, vội vàng lấy điện thoại di động ra kết nối cuộc gọi. Alo, vợ à, anh đang chuẩn bị đến công ty đây. Ai, ai là vợ của anh chứ? Một giọng nói trong trẻo và dễ nghe vang lên từ trong điện thoại. Chẳng qua, giọng nói này lại không phải của lâm thanh nhã hơn nữa bên trong giọng nói còn sen lẫn chút ngượng ngùng điều này khiến diệp thu sướng sờ trong giây lát bởi vì anh cũng biết chủ nhân của giọng nói này đó là nữ cảnh sát bạo lực hàn tiêu tiêu điều này khiến diệp thu nhất thời vô cùng xấu hổ sau khi ho khan vài tiếng anh mới nhanh chóng giải thích khụ khụ hóa ra là cảnh sát hàn tôi còn tưởng là vợ tôi gọi cho tôi lần sau nhớ nhìn kỹ tên người gọi hàn tiêu tiêu cũng hơi xấu hổ nói tôi biết rồi diệp thu gật đầu sau đó nghi ngờ hỏi à mà cảnh sát hàn sao tự dưng cô lại nghĩ đến việc gọi cho tôi thế diệp thu tôi có một tin rất xấu muốn nói với anh giọng điệu của hàn tiêu tiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên sao có chuyện gì vậy diệp thu sững sờ một lúc rồi nghi ngờ hỏi rơi máu hung thủ của vụ án giết người hàng loạt đã được kẻ khác giải cứu vào đêm qua hàn tiêu tiêu hít một hơi thật sâu và nghiến răng nói sao cơ diệp thu sửng sốt trong thoáng chốc anh vốn còn định tranh thủ thời gian đi hỏi thử hàn tiêu tiêu xem thẩm vấn rơi máu đến đâu rồi nhưng không ngờ rơi máu lại đã được kẻ khác cứu đi rồi phải biết là rơi máu vừa mới bị bắt vào chiều hôm qua thế mà ngay trong đêm đã được kẻ khác cứu đi rồi sốt cuộc đứng đằng sau là tổ chức nào chứ Lẽ nào là phòng thí nghiệm số 7 kia làm? Nếu thật sự là thế, vậy thì thực lực của phòng thí nghiệm số 7 này e là không hề tầm thường. Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát mà bọn họ vẫn có thể cứu được người ra ngoài. Nếu không có thực lực thì chắc chắn không thể nào làm được. Nghĩ đến đây, Diệp Thu vội vàng hỏi, sau khi áp giải được rơi máu về, các cô có hỏi ra được manh mối có giá trị nào không? Không. Hàn Tiêu Tiêu lắc đầu. Vẻ mặt khó coi nói, tên này rất cứng miệng, ngoại trừ nói mấy lời độc ác uy hiếp bọn tôi ra, gã hoàn toàn không hợp tác thẩm vấn cùng chúng tôi. Cho nên công tác thẩm vấn tiến triển rất chậm, đến một tin tức có giá trị cũng không moi ra được. Vốn dĩ bên tôi định tối nay lại thẩm vấn gã tiếp, thế nhưng kết quả là sau khi nhân viên thẩm vấn đến thì phát hiện gã đã chạy mất rồi. Nghe xong lời Hàn Tiêu Tiêu nói, Diệp Thu cũng cau mày. Nói như thế tức là cố gắng của cả ngày hôm qua coi như đều trở thành công cốc. Sau khi hao tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới bắt được rơi máu. Kết quả lại là chẳng moi được tin tức gì hữu ích cả. Về động cơ giết người liên hoàn của rơi máu, quy luật chọn mục tiêu, mục đích lấy máu và thế lực đứng sau gã rốt cuộc là gì? Những thông tin quan trọng liên quan đến chân tướng thì lại càng không tra ra được cái gì. Điều này thật sự hơi khó chịu cho dù là diệp thu thì lúc này anh cũng đang nhíu chặt lông mày sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị bởi vì trong thâm tâm anh hiểu rõ sau lần này muốn bắt được rơi máu nữa e là rất khó rơi máu chắc chắn sẽ thận trọng hơn trước đây rất nhiều hoặc đến khi đó thế lực đứng sau gã sẽ dứt khoát thay đổi thành một người khác để tiếp tục nhiệm vụ giết người và lấy máu này nếu thế thì muốn bắt được hung thủ lần nữa để tìm ra sự thật sẽ lại càng khó hơn tóm lại cơ hội tốt nhất đã hoàn toàn vuột mất khi rơi máu được giải cứu thành công rồi. Hơn nữa sau này cũng sẽ không còn nữa. Hàn tiêu tiêu ở bên kia điện thoại thấy Diệp Thu im lặng hồi lâu, cô nghĩ rằng Diệp Thu đang tức giận, bèn vội vàng xin lỗi, Diệp Thu, tôi xin lỗi, chúng tôi đã phụ lòng sự tín nhiệm của anh, không trông giữ được rơi máu, khiến những cố gắng của anh và tiểu đội thiên võng đều đổ sông đổ bể, chúng tôi có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Nghe vậy, Diệp Thu cũng sướng sờ, sau đó anh cũng nói đừng nói như vậy đối thủ mạnh hơn nhiều so với chúng ta dự đoán bên cô không trông giữ được gã cũng là chuyện bình thường được rồi chuyện này cô cũng đừng tự trách mình nữa tôi sẽ lập tức nhờ người đi điều tra xem có thể lấy được tin tức gì không thấy diệp thu không trách mình hàn tiêu tiêu thở phào nhẹ nhõm và nói được vậy làm phiền anh rồi nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với bên cảnh sát chúng tôi bên chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp anh ừ diệp thu gật đầu sau đó, cả hai cúp máy. Do tình huống khẩn cấp, Diệp Thu không có thời gian để mà do dự, anh lập tức gọi điện cho Âu Dương Hạo, nói Âu Dương, hung thủ của vụ án giết người hàng loạt lúc trước đã được giải cứu, bảo nhà họ tiêu lập tức phái người đi điều tra xem, bọn họ là thế lực bản địa, tìm kiếm với điều tra sẽ tiện hơn chúng ta nhiều. Vâng, Âu Dương Hạo vội vàng gật đầu. Ngoài ra, bảo tổ chức đẩy nhanh các hành động, dùng tốc độ nhanh nhất tra ra cho tôi, Rốt cuộc phòng thí nghiệm số 7 này là thế lực như thế nào? Vì tổ chức cứu rơi máu rất có khả năng chính là phòng thí nghiệm số 7, hơn nữa tôi nghi ngờ, bọn họ dám thu thập máu một cách ngang ngược như thế, có lẽ là còn có âm mưu lớn hơn nữa. Diệp Thu nheo mắt lại, nói ra phân tích của mình. "Hiểu rồi, lão đại, em sẽ thu xếp ngay bây giờ, anh còn dặn dò gì khác không ạ?" Âu Dương Hạo cung kính hỏi. "Không, nhớ kỹ, động tác phải nhanh lên." Tra ra vị trí của rơi máu cho tôi trong thời gian ngắn nhất, tôi không muốn để rơi máu này tiếp tục hoành hành gây chuyện ở Giang Châu nữa." Diệp Thu dặn dò. Audio điện tử Võ Tấn Bền.